Chương 500, thân phận chân chính. Tưởng chỉ có mình người có pháp tướng sao? Hải Vô Diêm không phục nói, hắn cũng phóng ra pháp tướng của mình, đều là các loại hung thú trạng thái hàn băng, nhưng mà, những này pháp tướng vừa ra liền bắt đầu hòa tan, lại dọa hắn đem thu trở về. Pháp tướng tiêu hủy, hắn tu vi khẳng định bị giảm lớn, mặc dù còn có thể một lần nữa tu lại, nhưng hao phí thời gian rất lớn. Hắn không thể hiểu được, cái pháp tướng này của Thạch Hạo cuối cùng là cái quỷ gì một đạo liền muốn lợi hại hơn cả chín đạo pháp tướng của hắn dục ma phụ thân hải vô diêm không muốn thua hét lớn một tiếng cả người khí thế lập thay đổi thạch hạo lại có một loại xúc động không rõ đó là một loại bản năng để hắn nổi lên khát vọng khác phái thôi xong không lẽ con tác cho chuyện thành rồi hả lại muốn thạch hạo cố gắng dùng ý chí đè nén loại dục vọng này dưới chân dẫm mạnh một đạo kinh lực liền thông qua mặt đất hướng về hải vô diêm phóng đi bành một cái, đem đối phương sinh sinh từ trên lôi đài trấn xuống dưới. Hiện tại Hải Vô Diêm đang chuyên tâm đối kháng mặt trời pháp tướng, cho nên không thể phòng chống các loại công kích khác. Thạch Hạo thu hồi pháp tướng, từ trên lôi đài từ trên cao nhìn Hải Vô Diêm, nhíu mày, chiêu thuật cuối cùng của đối phương để hắn cảm nhận được tà ác, khiến bản thân hắn cực kỳ chán ghét. Nhưng tính tình của Hải Vô Diêm, mặc dù mắt đen một chút, nhưng tính cách cũng không tệ lắm, kỳ thật cũng không thể coi là ác nhân. Bất quá Văn gia cũng không quan tâm cái này, bọn hắn thắng, đây chính là quan tử tại tỉ thí, ý nghĩa quá lớn. Thạch Hạo nhảy xuống lôi đài, Văn Tú Tú lập tức tiến lên đón, không chút keo kiệt, hết lời ca ngợi Thạch Hạo. Vừa mới chịu ảnh hưởng của Hải Vô Diêm, Thạch Hạo vẫn có chút xúc động, nhìn về phía Văn Tú Tú ánh mắt có chút nguy hiểm. Hắn vội vàng xin cáo lui trước, ra khỏi thành ra, tìm cái địa phương không người, trực tiếp tiến vào bên trong tiên cư. Hắn vận công điều tức, một lúc sau mới đem cỗ dục vọng kia hoàn toàn loại bỏ. Tại sao hắn lại có cảm giác giống một người nào đó? Thạch hạo thì thào, mắt sáng lên, đã là nhớ tới một người. Vạn ma đạo Trần Linh, lúc trước, nàng chính là lấy mỹ thuật làm cho cả chân vũ tông đều sụp đổ, chỉ có một người mà thôi, đáng sợ đến bực nào. Bất quá, Trần Linh là đem người trực tiếp khống chế, như là khôi lỗi, mà hải vô diêm, chỉ là kích thích bản năng của con người, hình như không quá giống nhau. Nghĩ đến Trần Linh, Thạch Hảo tự nhiên lại nghĩ tới thi quỷ đạo mặc độ người này muốn giết mình thù này tự nhiên muốn báo hiện tại hắn cũng là quan tử tại hoàn toàn không sợ đối phương đáng tiếc thằng này chẳng biết đi đâu biển người mênh mông muốn tìm được khó như lên trời hoang dã Hải vô diêm lặng yên xuất hiện vẫn là một bộ túng dục quá độ hắn đi tới một phần mộ hắn tại trên bia mộ gõ gõ ngủ đủ chưa Bành, phần mộ phá vỡ chỉ thấy một tên nam tử gầy đến chỉ còn xương cốt chui ra bất mãn nói ta đang khôi phục thực lực, vì sao muốn đánh thức ta? Nếu như Thạch Hạo ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì nam tử này chính là mặc độ. Đang gặp một cái quái gở kỳ quặc, Hải Vô Diêm căn bản không quản hắn, tiếp tục nói, ta lấy linh dục công oanh kích một người, nhưng hắn lại không chịu ảnh hưởng. Mạc Độ vốn đang một bộ bất mãn, sau khi nghe thấy lời ấy, hắn không khỏi sững sờ, nói chẳng lẽ người này tu vi cao hơn người quá nhiều. Hải Vô Diêm lắc đầu, theo suy đoán của ta, Cảnh giới của người nó hẳn là phía dưới ta. Cái gì, mạc độ 10 phần chấn kinh, tu vi thấp hơn người, lại có thể đối kháng linh dục công? Ha ha, trừ ma chủ đại nhân, ai có thể có năng lực như vậy? Đừng nói cho ta, người này là ma chủ chuyển thế. Người này tên gọi là gì? Một cái giọng nữ vang lên, chỉ thấy Trần Linh phiêu nhiên mà tới. Hải vô diêm sờ lên đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, giống như gọi thạch cái gì tới. Thạch hảo, Trần Linh hỏi, đúng liền gọi cái tên này. Hải vô diêm vỗ một cái hai tay, sau đó ổ lên một tiếng, nói, người biết người này. Là tiểu tử kia, mạc độ cũng muốn lên, Trần Linh, người có phải che giấu cái gì hay không? Trần Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng là quyết định nói ra, nói ta hoài nghi, người này là ma chủ chuyển thế. Ha ha, ta thuận miệng nói một câu, các ngươi lại tin thật. Mạc độ lập tức cười nhạo, ma chủ đại nhân năm đó cường đại cỡ nào, lấy sức một mình trấn áp toàn bộ vân đính tinh, thủ hạ 36 đạo đường chủ, mỗi người đều là đại năng vô thượng. Hiện tại, một tên mao đầu tiểu tử, không có chút xuất sắc nào, thế mà cũng muốn làm ma chủ đại nhân chuyển thế. Trần Linh lại là lắc đầu, hắn có thể đối kháng nghị công của ta, mà lúc đó, hắn vẫn chỉ là dưỡng hồn cảnh mà thôi. Lần này, Mạc Độ cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn thiên ma đạo một đường, có chút đường đặc biệt am hiểu khống chế tinh thần, chỉ cần cảnh giới cao hơn, kia thật là đánh một cái một cái chuẩn, nếu không, khi đó thiên ma đạo há lại sẽ có thanh danh trọi lọi. Ma chủ trấn thế, dẫn tới rất nhiều trúc thiên thê đại năng đến quy thuật, trở thành người dưới trướng của các thành chủ, trong đó tự nhiên cũng có ma chủ tạo nên những bí pháp kia. Cho nên, tình huống thấp hơn cái cái đại cảnh giới, thạch hạo lại có thể đối kháng được mị công của Trần Linh, trừ là ma chủ chuyển thế, còn có thể giải thích sao? Trần Linh, người sớm biết như thế, lúc ấy mới muốn ta hạ thủ lưu tình. Mạc độ lập tức nghĩ tới, tốt a ngươi là muốn chính mình định bỡ ma chủ chuyển thế, cho nên đem ta cũng hố vào. Trần Linh sắc mặt bình tĩnh, lại nói, hiện tại, một khi xác nhận thạch hạo chính là ma chủ chuyển thế, chúng ta liền mở ra khải linh nghi thức, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của ma chủ đại nhân, dẫn đầu chúng ta tái hiện huy hoàng của thiên ma đạo ngày đó. Mạc độ thì là âm trầm cười một tiếng, không quản hắn có phải hay không ma chủ chuyển thế, chúng ta đều mở ra khải linh nghi thức, nếu như hắn là ma chủ chuyển thế, vậy dĩ nhiên tốt, nếu như không đúng, vậy liền đem hắn giết đi, ha ha, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Không được, hải vô diêm nhảy dựng lên, nếu như hắn không phải ma chủ chuyển thế, ta còn muốn thu hắn làm tiểu đệ. Thằng này thế mà nhớ mãi không quên cái này. Trần Linh đè tay, nói, đều không cần ẩm ý, ma chủ chuyển thế, chuyện này nhất định phải xác nhận, hơn nữa nhất định phải giữ bí mật. Khi đó thiên ma đạo quét ngang thiên hạ, bên dưới vương tỏa đều là chó săn, hiện tại những thế lực này tuyệt đối không cho phép ma chủ trở lại mạc độ cùng hải vô diêm đều không lên tiếng tại trọng trấn thiên ma đạo cái này đại tiền đề dưới dung không được bọn hắn tư tâm cản trở hải vô diêm thân phận của ngươi cũng không có lộ ra ngoài lại đi tiếp xúc thạch hạo một chút trần linh nói được hải vô diêm quả quyết đáp ứng thạch hạo ra tiên cư liền trở về văn gia hắn đại biểu văn gia chiến thắng có thể nhận được đại lượng tài nguyên tu luyện hơn nữa chuyện nhờ cậy văn tú tú điều tra còn chưa có kết quả nhìn thấy hắn trở về văn tú tú đương nhiên đại hỉ trước tiên đem tài nguyên tu luyện đưa tới, sau đó biểu thị, chuyện điều tra đang tiến hành, lấy thiên đạo hội tua vòi, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Bất quá, Thạch Hạo còn không có đợi đến kết quả của nàng, ngược lại là chờ đến hải vô diêm. chương 501, ba đầu manh mối, có việc gì mà lại thần bí như thế, còn cố ý đem ta gọi đi ra ngoài mới nói chuyện. Thạch Hạo cười hỏi, lúc này, hắn đang ở trong một quán trà. Hải vô diêm một mặt hiếu kỳ, nói, ngươi tại sao có thể chống cự linh dục công của ta? Thạch Hạo sướng sờ, sau đó mới phản ứng, đối phương hẳn đang nói lúc trước đánh nhau, Hải Vô Diêm cuối cùng sử dụng bí thuật để hắn sinh ra dục vọng. Hắn thôn vệ linh hồn của Nguyên Thừa Diệt, đây chính là cấp bậc trúc thiên thê, muốn ảnh hưởng hắn, cái kia cũng phải là trúc thiên thê a. Thứ hai, liền Nguyên Thừa Diệt linh hồn cũng bị hắn ăn, có thể thấy được bản thân Thạch Hạo cũng cất giấu bí mật rất lớn, cùng hắn thân thế có quan hệ, từ điểm đó suy ra, có lẽ trúc thiên thê cũng không thể ảnh hưởng tới hắn đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo mặc dù khi đó nguyên thừa diệt linh hồn chịu trọng thương như thế nào đi nữa cũng là chúc thiên thê liền đem hắn tiêu diệt lại thôn phệ thạch hạo bản thân bí mật càng là to đến không hợp thói thường chính mình sẽ không phải là người trên tiên giới a người xem hắn lớn lên đẹp trai như vậy chắc chắc là đẹp nhất trên nhân giới rồi bệnh ảo tưởng không bỏ được mọi người thông cảm vi sơ ách thất thần thạch hạo nhìn hải vô diêm nói đây là bí mật của ta Hải Vô Diêm lập tức trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được nói, người có phải là ma chủ chuyển thế hay không? Cái này nếu là Trần Linh cùng Mạc Độ có mặt, đoán chừng tâm đánh chết hắn đều có. Thiên Ma đạo cho tàn lại cháy, nhất định muốn bị từng cái thế lực lớn áp chế, thậm chí tiêu diệt, lúc này vô luận là lộ ra ngoài chính bản thân mình là một thành viên của Thiên Ma đạo, hay là để ma chủ chuyển thế lộ ra ngoài, đều là một chuyện rất tồi tệ. Thậm chí, để người ta biết ma chủ có thể chuyển thế chuyện này, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng liền có đại năng tự mình xuất động, muốn đem ma chủ chuyển thế cầm ra, sớm tiêu diệt, thậm chí ép hỏi ra công pháp trên người ma chủ. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc nhìn xem hắn, gia hỏa này tâm thật là lớn a. Nếu như là đâu, hắn hỏi lại, ta đây liền không có biện pháp thu ngươi làm tiểu đệ. Hải Vô Diêm có chút thất vọng nói, Thạch Hạo đều có chút mặt đen, đây là một cái tuyển thủ như thế nào. Hắn lắc đầu, ta nghĩ, ta hẳn là cùng cái kia ma chủ không có quan hệ gì ngươi làm sao lại biết những này chẳng lẽ ngươi là thiên ma đạo truyền nhân hải vô diêm ngạo nghễ ta chính là linh dục đạo đạo tử tương lai chính là đường chủ thạch hạo thở dài cái thằng mốc này làm sao có thể sống tới bây giờ ngươi liền không sợ thân phận lộ ra bên ngoài bị người oanh sát thành cặn bã sao hải vô diêm tự tin cười một tiếng nếu như ngươi là ma chủ cái kia vạch trần ta chẳng khác gì vạch trần chính mình mà nếu như ngươi không phải ma chủ Vậy liền sẽ trở thành tiểu đệ của ta, vậy khẳng định cũng sẽ không phản bội ta. Nói đến vẫn rất có đạo lý, nhưng ngươi thế nào tự tin, còn không có bị ta đánh sợ sao? Thạch Hạo lắc đầu, ta sẽ không vạch trần ngươi, dù sao, thu ngươi cái này đem bước làm tiểu đệ, hẳn là cũng có ý tứ. Ha ha, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hải Vô Diêm không sợ, cũng không uống trà, để ly xuống liền đi. Thạch Hạo bật cười, trước đó gặp qua người của Thiên Ma đạo, vô luận là Trần Linh Mạc độ hay là liễu hà đều có tâm kiêu hùng cũng chỉ có gia hỏa này tràn đầy thuộc tính đậu bước sao chỉ sợ gia hỏa này tự chạy ra ngoài tuyên bố mình là người của thiên ma đạo đoán chừng cũng không có mấy người tin tưởng hắn cũng đứng dậy rời đi nhưng vừa vặn xuống lầu dưới lại bị người gọi lại vị khách nhân này tiền trà của các ngươi còn không có thanh toán một ứ phục vụ viên đi tới gia hỏa này lần sau có nên đem há đánh chết hay không thạch hạo bóp bóp nắm tay mặt mũi tràn đầy khó chịu mời hắn ra uống trà, không tính tiền lại chạy mất. Hắn mặc dù không quan tâm cái tiền này, nhưng người làm như vậy cũng không tốt lắm. Giao tiền, Thạch Hạo về lại văn ra. Không bao lâu, văn tú tú liền đến tìm hắn. Thạch Hạo, chuyện người nhờ ta đã có kết quả. Nàng lập tức nói, Thạch Hạo sướng sờ, sau đó lập tức nói, a, à, là nhà nào vậy? Không chỉ một nhà, văn tú tú lắc đầu, hết thảy có ba thế lực đều tại 20 năm trước bị mất một đứa bé trai. Cách nơi này gần nhất một nhà là Chư gia, thế lực 6 sao, khi đó người thừa kế gia tộc của bọn hắn dù đã có hôn ước nhưng còn cho nữ nhân khác sinh ra một hài tử, kết quả chỉ có thể đưa đi, còn bị vị hôn thê của hắn truy sát, cuối cùng mất đi tin tức của đứa bé kia. Thứ hai là Liễu gia, cũng là một thế lực 6 sao, nhưng một nhà này chính thiên đại bê bối, cha chồng đem con dâu làm lớn bụng, chồng tức giận đem thê tử giết chết, mà cái kia bất luân chi tử nghe nói bị đưa đi, tung tích không rõ. Cuối cùng chính là Mã gia một cái thế lực bảy sao, một trong những hào môn đứng đầu Tây Nham Đại Lục, ta cũng chỉ dò thăm bọn hắn tại 20 năm trước mất tích một tên Hải Nhi, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại không tra được. Phiền toái, Thạch Hạo từ đáy lòng nói, những tài liệu này nếu là do hắn tự đi tìm hiểu, không nói trước có thể hay không thăm dò đến, tốn thời gian tối thiểu cũng là lấy năm tính. Mà với Thạch Hạo mà nói, thời gian chính là tu vi, sao có thể đem lãng phí nổi. Văn Tú Tú nhìn Thạch Hạo, nói tiếp xuống, ngươi liền muốn đi ba nhà này sao? Thạch hạo gật đầu, nói, dù sao cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Hắn biết Phan Tú Tú là người thông minh, khẳng định đoán ra con mắt của mình, cho nên hắn cũng không có muốn giấu giếm. Phan Tú Tú nghĩ nghĩ, nói chưa ra cũng là một thành viên trong thiên đạo hội, ta có thể viết một phong thư, thay ngươi dẫn tiến một cái, tối thiểu để ngươi dễ dàng một chút. Vậy đa tả, Thạch hạo gật đầu, Phan Tú Tú rất thông minh, cũng không có yêu cầu Thạch hạo cái gì. Nhưng chính là như thế, mới có thể để thạch hạo chân chính ghi lại nhân tình này ngày thứ hai thạch hạo liền lên đường xuất phát hướng về chư gia mà đi chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa liền nhìn thấy một người tại phía trước chờ hắn hải vô diêm thế nào quyết định làm thủ hạ của ta rồi thạch hạo cười nói hải vô diêm lắc đầu ta cần xác nhận ngươi đến cùng phải hay không ma chủ chuyển thế xác nhận như thế nào thạch hạo hỏi ngươi theo ta đi ta cho ngươi tiến hành khải linh nghi thức nếu như ngươi là ma chủ chuyển thế tự nhiên sẽ mở ra trí nhớ kiếp trước. Hải Vô Diêm nói, Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, nhân tử đạo diệt, người dựa vào cái gì cho rằng, ma chủ có thể chuyển thế trùng sinh chứ? Người khác không được, không có nghĩa là ma chủ đại nhân cũng không được. Hải Vô Diêm ngạo nghễ nói, có một chút lòng tin mê tín. Thạch Hạo lắc đầu, cái này không đủ để thuyết phục ta. Cái kia lại thêm hai chúng ta đâu, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy mạc độ cùng Trần Linh xuất hiện. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, cũng không phải kỳ quái hải vô diêm sẽ cùng hai người này cùng một chỗ lăn lộn mà là hai người này lại có thể xuất hiện tại Tây Nham Đại Lục, hơn nữa lại có thể gặp được. Mạc Độ, ta còn đang muốn tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Hắn nhìn về phía Mạc Độ, nhíu mày, cạc cạc cạc, một cái tiểu từ miệng còn hôi sữa, cho dù ngươi là ma chủ chuyển thế, cũng chỉ có thể chống khống chế tinh thần mà thôi. Mạc Độ khinh thường nói, chúng ta ba người đều là kế thừa thiên ma đạo đường chủ y bát, chiến lược cực mạnh há một người chưa giác ngộ có thể so sánh. chương 502, Vây Công, Bộ truyện Tu La Ma Đế, Dịch, Loạn Tinh, Bằng 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 Ba người liền đem Thạch Hạo bao quây, một bộ như tình thế bắt buộc. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ nhìn chăm chăm mạc độ, tìm ngươi rất lâu, không nghĩ tới người lại tự tìm đến, hiện tại liền giúp người từ Lão Cương thi thành một bộ thi thể. Ha ha ha, mạc độ cười to, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ vui vẻ gì, không biết là hắn không muốn cười, hay là thịt đã khô, khó mà xuất hiện biểu lộ gì. Hơn nữa, các ngươi lại cố tình ép buộc ta, liền không sợ ta thật sự là ma chủ chuyển thế, chờ sau đó cùng các ngươi thu lại tính sổ sao. Thạch hạo lại nói, ma chủ nếu như thức tỉnh, ý chí của ngươi lại như thế nào có thể vượt qua thần niệm của hắn, khẳng định chỉ có thể bị thôn phệ. Mạc độ lạnh lùng nói, thần sắc ngạo nghế, vẫn rất có đạo lý. Thạch hạo lắc đầu, ta đây vì tự vệ, nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Thạch Hạo, hà tất gì cứ phải uống rượu phạt chứ? Trần Linh mở miệng, ma chủ phục sinh, đây là chuyện ai cũng không thể ngăn cản. Nếu như người thật sự là ma chủ chuyển thế, cái kia dù cho là ý chí của ma chủ thay vào, những chuyện người trải qua cũng không bị xóa đi, không tính là tử vong. Ngược lại, người sẽ thành tồn tại mạnh nhất trên thế gian, đạt tới độ cao mà người không thể tưởng tượng đến. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, giống như vì ma chủ phục sinh, thậm chí nàng nguyện ý tử vong. Tới đi, Thạch Hạo ngoắc ngoắc tay, chỉ là ba tên quan tử tại, dù là người thừa kế của Đường Chủ Thiên Ma đạo lại thế nào. Cảnh giới giống nhau, hắn nhất định vô địch, thật sự là ngu xuẩn mất khôn, Mạc Độ cười lạnh, hướng tới Thạch Hạo phát động công kích. Bành, Thạch Hạo một quyền vung ra, quy tắc quấn quanh, mà lĩnh vực lại xuyên qua chỗ sơ hở của Mạc Độ, xuyên qua chỗ yếu hại của đối phương, thiết quyền xuyên thấu mà qua. Lập tức, liền thấy Mạc Độ cả người bay lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã trên mặt đất mạc độ thở ra khí lạnh hướng về hải vô diêm quát cái này gọi là tu vi không bằng ngươi đây là kế hoạch lớn a cũng bởi vì tin tưởng ngươi hắn mới đại đại liệt liệt ra tay kết quả kém chút bị đánh chết tươi hải vô diêm mặt mũi tràn đầy kỳ quái hắn tu vi xác thực thấp hơn ta nhưng nắm giữ chiêu thuật kỳ quái chiến lực còn ở trên ta mẹ nó tin tức trọng yếu như vậy ngươi tại sao không nói sớm mạc độ nhe răng ngươi là chuyên môn hú đồng đội sao thạch hạo cũng do dự như thế hố người có phải còn muốn thu mình làm tiểu đệ, không chừng lúc nào đó lại đem mình cho hố. Phải biết, Hải Vô Diêm hố người cũng không phải cố ý a, à, cho nên người thông minh đến đâu cũng không có khả năng nhìn ra được, chỉ có trở bên trên đương chi sau mới sẽ hối hận. Trần Linh càng thêm kinh ngạc, nàng là người nhìn Thạch Hạo từ nhỏ yếu trở nên cường đại, đúng là như thế, nàng mới chấn kinh a, à, lúc trước nàng một cái đầu ngón tay có thể nghiền chết, bây giờ thế mà mạnh đến có thể cùng mình sánh ngang, thậm chí mạnh hơn đây nhất định là ma chủ chuyển thế, nếu không tại sao lại nắm giữ tốc độ tiến cảnh nhanh như vậy, còn cùng dai vô địch. Hơn nữa, hiện tại trí nhớ kiếp trước của ma chủ còn không chưa thức tỉnh, Thạch Hạo đã nghiêu bức như thế này, nếu hắn hoàn toàn thức tỉnh thì sẽ như thế nào? Khó trách khi đó ma chủ có thể quét ngang thiên hạ, vô địch nhân giới. Quá tốt rồi, nàng vô cùng kích động, nói Thạch Hạo, người chính là ma chủ chuyển thế, vẫn là để chúng ta giúp người thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, kể từ đó ngươi chẳng những chiến lực sẽ trở nên mạnh hơn, chính là tốc độ tiến cảnh cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, không quá trăm năm, ngươi liền có thể trở thành người mạnh nhất trên vân đính tinh, toàn bộ thế giới đều sẽ nằm dạp dưới chân của ngươi. Thạch hạo lắc đầu, chí hướng của các ngươi thật sự là yếu gà a, ta muốn chính là muốn chúa tể tinh vũ, tương lai tiến vào tiên giới, quét ngang tiên vương. Tại nho nhỏ tinh thể này xương vương, thật sự là nhân tài không được trọng dụng, lời xong ba người trần linh trợn mắt hốc mồm, người nhà đều muốn vào tiên giới xương vương rồi hư, ma chủ ký ức còn không có thức tỉnh, khẩu khí ngược lại thật lớn. Mạc độ khinh thường nói, chính là ma chủ tại thế, cũng không dám nói muốn quét ngang tiên giới. Tiểu tử, người biết tiên giới là dạng thế giới gì sao? Chính là nơi vượt qua chúng ta vô số lần, bất luận một vị tiên nhân nào ra tay, đều có thể dễ dàng san bằng thế giới của chúng ta. Thạch hạo mỉm cười, ta tuyệt đối hiểu nhiều hơn các người. Hắn còn gặp qua tiên nhân đấy, hơn nữa không chỉ một, thậm chí còn nói tới yêu đương cái này nói ra chắc chắc hù chết các người, cho nên, ma chủ tính toán là gì chứ, các người còn muốn đánh nữa hay không, hắn không kiên nhẫn nói, đồng loạt ra tay, tiểu tử này không đơn giản, mạc độ nói, ừm, um, Trần Linh gật đầu, nàng trước đó có tư tâm cực lớn, nhưng bây giờ đã bị mạc độ cùng hải vô diêm biết, nàng cũng đành thu vào, mà phải nhanh một chút thức tỉnh ý thức của ma chủ. Hải vô diêm gãi gãi đầu, lộ ra vẻ làm khó. Hắn rất muốn thu thạch hạo làm tiểu đệ A, thật chậm, Thạch hạo không kiên nhẫn được nữa, dưới chân khẽ động, trực tiếp liền giết đi ra ngoài. Lớn mật, mạc độ cùng Trần Linh đồng thời nhảy tới. Hai đại cường giả liên thủ, uy lực không thể coi thường, hơn nữa cũng đem điểm yếu của nhau che đậy rất nhiều, để sơ hở trở nên càng ít, cũng càng thêm khó lợi dụng. Thạch hạo không sợ, từ lôi mâu đánh ra, kinh khủng điện mang chấp động, trong nháy mắt liền đem Trần Linh hai người đánh bay ra ngoài. Không có chuẩn bị, cùng dai bên trong ai có thể phòng được lôi đình công kích. Thạch Hạo muốn xông lên đi đánh thêm một cái, trước tiên đem mặc độ giải quyết, nhưng Hải Vô Diêm lại ngăn cản tới, đem hắn ngăn lại. Người này thực lực phi phàm, nắm giữ thực lực tương đương với người trên chính bảng, nếu như Thạch Hạo không dùng đại chiêu, chiến lực cơ bản rất khó đem hắn lập tức thu thập. Bang, 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 hai người giao phong mấy chiêu, Trần Linh cùng Mạc Độ đã đứng dậy, nhưng cũng không lại gia nhập chiến đoàn, mà đúng một bên vận dụng đại chiêu. Thi tướng hiện thân, Mạc Độ quát lớn, lập tức, bên trong nghi tâm của hắn nhảy ra một cái khô lâu, trong nháy mắt phóng đại, cao gần trượng, trong tay cầm một cái quỷ đầu đao, đen nhánh như mực. Thì binh hiện, mạc độ lại uống một tiếng, lại có tám cái khô lâu từ mi tâm của hắn đi ra nhưng nhỏ hơn con đầu tiên rất nhiều. Một lớn tám nhỏ, đây chính là pháp tướng của hắn. Thạch hạo cảm ứng một chút, hơi kinh ngạc, pháp tướng lại tỏa ra cảm giác như thực chất. a à, xương cốt là thật, hắn thì thào nói, bên trong chín cái khô lâu pháp tướng, đều có một khối xương là thật, cũng không phải là pháp tướng biến thành. Không sai, chín đạo pháp tướng này đều có một khối xương cốt của ta. Mạc Độ Ngạo Nghễ nói, đây là chỗ thần bí của thi quỷ đạo, có thể đem xương cốt của mình dung hợp với pháp tướng, ngày sau còn có thể đúc thành vương đình, bởi vì cũng là bộ phận của thân thể, uy lực tự nhiên mạnh hơn pháp tướng bình thường rất nhiều. Thạch Hạo giật mình, khó trách pháp tướng này còn có thể thu vào hồn hải, bởi vì xương cốt vốn là trong cơ thể của hắn, đồng nguyên đồng mạch, tự nhiên có thể. Một bên khác, Trần Linh cũng lấy ra pháp tướng, chương 503, liên diệt hai đường, so sánh với nhau, pháp tướng của hai người rất khác biệt. Hết thảy chín cái mỹ nữ xinh đẹp, quần áo đều lộ ra ngoài, mị hoặc vô cùng. Các nàng nói nhỏ một tiếng, phát ra tà âm, dù là người ý chí như sắt, chỉ sợ cũng là tâm động như sóng. Đi, hai đại thiên ma đạo cao thủ đồng thời hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo chỉ tay, lập tức, pháp tướng liền khí thế hung hăng giết tới. Không được dùng pháp tướng Hải vô diêm giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là, đã chậm, Thạch Hạo tế ra mặt trời pháp tướng, lập tức hào quang vạn trượng, nhiệt độ cao phỏng. Cái gì Khô Lâu tướng quân, Khô Lâu binh, hay là hồng nhan xinh đẹp, đều là như là đá chìm đáy biển, trong nháy mắt liền tiêu tán đến sạch sẽ. A, à, Trần Linh cùng Mạc Độ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, trên mặt lộ ra biểu lộ thống khổ tới không cách nào hình dung. Pháp tướng bị hủy, có thể không đau sao? hơn nữa bọn hắn còn oán niệm thật sâu ngươi lúc này nhắc nhở không cảm thấy quá muộn sao heo đồng đội a heo đồng đội biết rất rõ ràng tiểu tử kia nắm giữ thủ đoạn đáng sợ như vậy thế mà không sớm nhắc nhở bọn hắn hải vô diêm cũng rất bất đắc dĩ a hắn đang cùng thạch hạo kịch chiến có thể để mắt một cái đã rất khá ai bảo các ngươi xuất thủ quá nhanh chứ bất quá mạc độ cùng trần linh dù sao cũng là cao thủ kêu thảm một trận liền lập tức đè xuống thống khổ thân ở trong chiến đấu há có thời gian để bọn hắn hối tiếc. Bọn hắn hoảng sợ nhìn Thạch Hạo, ra hỏa này cũng quá đáng sợ, đó là thủ đoạn gì, thế mà như mặt trời trên 9 tầng mây, trong nháy mắt liền đem pháp tướng của bọn hắn đốt diệt. Đã mất đi pháp tướng, sức chiến đấu của bọn họ cũng rất xuống ngàn trượt, chỉ là miễn cưỡng bảo trì cấp bậc quan tự tại. Đây chính là ma chủ sao, còn không có thức tỉnh, cũng đã nắm giữ chiến lực đáng sợ như vậy, nếu sau khi thức tỉnh, lại mạnh đến tình trạng gì. Rút lui. Mạc Độ cùng Trần Linh đồng thời nói, hai người bọn họ đã bị phế đi, cần thời gian để khôi phục, mà dựa vào Hải Vô Diêm một người chống đỡ, lại có thể cản Thạch Hạo bao nhiêu thời gian. Thạch Hạo lắc đầu, tự mình đưa tới cửa, còn muốn chạy. Thân hình hắn khẽ động, đã là xuất hiện trước người Mạc Độ, một quyền đánh tới. Mạc Độ hư một tiếng, mặc dù pháp tướng đã bị hủy, nhưng lực lượng vẫn còn là chín tướng đỉnh phong, cũng không có bởi vì linh hồn bị thương mà rơi xuống hai tay của hắn đồng thời giơ lên, đón lấy một quyền của Thạch Hạo. Nhưng mà, hắn chỉ thấy một quả cầu đá xuất hiện, hướng về hắn đụng tới. Nói thật, cái này quả cầu đá thật sự là bình thường, bề ngoài xấu xí, bình thường đến không thể lại bình thường. Bởi vậy, Mạc Độ cũng không có để ý, tiếp tục đánh ra. Bành, quả cầu đá đụng vào, một màn kinh khủng xuất hiện, Mạc Độ tựa như bị một tòa tinh thể đụng vào, bàn tay bạo liệt, sau đó là hai tay, lại tiếp sau đó, bộ ngực của hắn cũng nổ tung, hiện ra một cái động lớn. Xeo, quả cầu đá dâng lên, giống như cũng không có trở ngại gì. T, Hải Vô Diêm, Trần Linh đều trợn lên hai mắt, hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình. Đây là mạc độ A, đạo tử của thi quỷ đạo, bởi vì đường chủ đã sớm mất, cho nên, hiện tại đạo tử chính là đường chủ tương lai, sớm đã nhận được chân truyền của thi quỷ đạo. Đối phương bỏ ra mấy ngàn năm, đem chính mình quay người thành thi quỷ, thể phách mạnh mẽ vượt xa nhân loại, hơn nữa cũng đã mất đi chỗ hiểm, nhưng một cái thân thể như vậy lại bị một quả cầu đá xuyên thấu dễ dàng để bọn hắn tin tưởng như thế nào mạc độ cũng vậy khí quan trong cơ thể đã sớm mất đi cho nên thân thể cũng không phải là chỗ hiểm bị đánh xuyên cũng không cần gấp thế nhưng là tận mắt thấy lồng ngực của mình nhiều hơn một cái cũng để hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch kia là tuyệt đối nghiền ép bây giờ suy nghĩ một chút hắn vẫn là nổi lên cảm giác bất lực để mồ hôi lạnh chảy dòng mặc dù hắn đã không có những thứ này nha quên ngươi là thi quỷ thân thể Thạch Hạo cười nói, ta sai lầm, lần tiếp theo sẽ nhắm chuẩn đầu của ngươi. Mạc Độ liền câu lời hung ác cũng không dám thả, trực tiếp xoay người chạy. Đáng tiếc là, hắn đối mặt chính là Thạch Hạo. Xeo, quả cầu đá lại động, hướng về Mạc Độ hung hăng đụng tới. Bên trong phạm vi 10 triệu, chính là khu vực linh hồn của Thạch Hạo có thể bao phủ, tại khu vực này, hồn lực của hắn có thể trong nháy mắt tới, không nhìn khoảng cách, mà pháp tướng, bản chất chính là do hồn lực cùng quy tắc tạo thành. Cho nên, thạch hạo nhất niệm động, quả cầu đá liền nện vào trên người mạc độ. Lần này, hắn đánh tới đầu mạc độ, ba, không có chút hồi hộp nào, mạc độ đầu bị sinh sinh chấn vỡ, nhưng cũng không có một giọt máu tươi phiêu tán, thi quỷ đương nhiên đã sớm mất đi máu tươi. Banh, mạc độ ngã quỷ ở mặt đất, toàn thân tan ra thành từng mảnh. Theo lý mà nói, hắn đã sớm hóa thành xương khô, chỉ là chuyển hóa thành thi quỷ, mới duy trì được thân thể hoàn chỉnh, nhưng bây giờ chết một lần, vậy dĩ nhiên lập tức hóa thành một đống xương đầu. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn tới Trần Linh. Chủ nhân, nô tài nguyện tuyệt đối trung thành với người. Trần Linh vội vàng quỳ xuống, quản hắn có đồng ý hay không, dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo hiện tại cùng ma chủ đã không có khác biệt. Thậm chí nàng có loại cảm giác, cho dù là ma chủ khi đó, cùng dai lại có thể cường đại như Thạch Hạo sao. Ta cũng không phải là ma chủ, Thạch Hạo lạnh lùng nói, cô gái này hại chân vũ tông sụp đổ, mặc dù hắn đối chân vũ tông cũng chưa có hảo cảm gì, nhưng loại tai họa này không nên để lại mới tốt. Xeo, quả cầu đá lại ra, Trần Linh thấy thế, vội vàng phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm càng là hóa thành thực chất, như là một cái đao nhọn đâm về quả cầu đá. Đáng tiếc là, quả cầu đá pháp tướng là cái gì? Mặt trời giai đoạn thứ hai, thứ kiên cố đứng đầu trên thế gian, cũng là một trong những thứ nặng nhất. Bành, quả cầu đá ép qua, tiếng gầm lập tức vỡ nát, mà quả cầu đá tiếp tục hướng về Trần Linh đụng tới, không có chút nào dừng lại. Sau đó, liền thấy thân thể trần linh sụp đổ xem ra thiên ma đạo muốn vĩnh viễn biến mất hai đạo thạch hạo cũng không cho rằng ma chủ còn có thể chuyển thế trùng sinh trong trí nhớ của nguyên thừa diệt dù là trúc thiên thê cũng chỉ có thể sống một thế không có khả năng tái sinh cho nên ma chủ chết chính là chết rồi hải vô diêm hé mở lấy miệng lộ ra kinh ngạc vô cùng hai đại đạo chủ lại bị thạch hạo tiêu diệt như bẻ cành khô đây cũng không phải là dùng một chữ mạnh có thể hình dung có thể làm tiểu đệ của ta hay không Thạch Hạo hỏi Hải Vô Diêm nghĩ nghĩ, nửa quỳ xuống tới nói: Bái kiến ma chủ, ta cũng không phải ma chủ. Thạch Hạo lắc đầu, ngài nhất định là ma chủ. Hải Vô Diêm kiên định nói: Một bộ người tuyệt đối không nên cùng ta tranh, trừ ma chủ ra, lại không có ai có thể cường đại như vậy. Tùy tiện đi. Thạch Hạo phất phất tay, người có thể làm chuyện của mình ngươi, chờ thời điểm ta triệu hoán ngươi, ngươi lại trở về. Vâng, Hải Vô Diêm gật đầu, sau đó tung người rời đi. A. À, ngươi đều không cần hỏi ta là thế nào triệu hoán ngươi sao? Thạch hạo sờ lên cái cằm, hắn có phải hay không bị thằng này lừa rồi? chương 504, bao nuôi, thạch hạo cũng không quan tâm, hắn không có ác cảm với hải vô diêm cho nên, dù là thả đối phương một lần hắn cũng không để ý. Hắn tiếp tục đi tới Chu Gia, ba ngày sau, hắn đã tới thành cực thượng, thành cực thượng so thành lục linh nhỏ hơn một chút, bởi vậy, hào môn võ đạo trong thành cũng ít hơn nhiều, chỉ có Chu Gia hào môn sáu sao duy nhất. Cho nên, bên trong thành cực thượng chư gia chính là bá chủ không có cái thứ hai sau khi thạch hạo hỏi một chút tin tức một đường thẳng tới chư gia đứng lại tại cửa ra vào hắn bị gác cổng cản lại thạch hạo cười một tiếng lấy ra một phong thư đưa cho một tên gác cổng ta từ văn ra thành lục linh tới đây là tú tú tiểu thư của văn ra tự tay viết thư còn xin giao cho chư cơ chư cô nương nghe được văn ra bốn tên gác cổng đều dùng mình một người trong đó vội vàng hai tay tiếp nhận tin nói cái kia còn mời các hạ chờ một chút tiểu nhân lập tức đi đưa tin. Thạch hạo gật đầu, ở một bên đứng. Không lâu lắm, liền thấy một đám thiếu niên cưỡi ngựa đi tới, phóng ngựa thẳng đến cửa ra vào cũng không có ý dừng lại, để ba tên gác cổng vội vàng tránh né, miễn bị ngựa va vào. Những con ngựa này cũng không tầm thường, mà chính là hung thú, phẩm dai còn không thấp, xinh xinh đâm chết bọn hắn cũng không khó. Thạch hạo cũng né tránh hai bước, nhướng mày, lộ ra vẻ không vui. Xin chào hoàn thiếu gia, ba tên gác cổng chẳng những không dám sinh nộ, mà vẫn đi tới chào hỏi. Nhóm thanh niên kia tổng cộng 5 người, một người thanh niên bỗng nhiên đi ra, nói, bọn mắt chó này, thấy hổ thiếu tại sao không chào. Hắn chỉ chỉ một tên thanh niên bên cạnh, sau so ra tính cách còn cao ngạo hơn hắn. Ba tên gác cổng dù là không biết ai là hổ thiếu, nhưng thiếu gia đã lên tiếng, bọn hắn cũng đành phảo tuân theo. Gặp qua hổ thiếu, bọn hắn lần nữa thi lễ chào hỏi, trừ cái gì hổ thiếu, ba người khác bọn hắn cũng đều nhận biết, chính là hồ bằng cầu hữu của thiếu gia nhà mình. Hổ thiếu thần sắc ngạo nghế, không chút nào để ý, không nhìn bọn canh cổng chỉ quét tay qua, nhưng sau khi nhìn thấy thạch hạo, ánh mắt lại sáng lên. Hoàn thiếu nhìn thấy, lập tức hiểu ý, chỉ chỉ thạch hạo, tiểu tử, mau leo lên ngựa. Hắn lại chỉ chỉ hổ thiếu, tất nhiên là muốn thạch hạo cùng hổ thiếu cưỡi một con ngựa. Đây là, muốn thu mình làm nam sủng sao. Thạch hạo kinh ngạc, hắn trước đó còn chưa gặp bọn này, đối phương vừa gặp đã muốn thu mình làm nam sủng. Buồn nôn, các ngươi kém chút đụng chúng ta, không cảm thấy trước tiên nên cho ta một chút công đạo sao. Thạch hạo từ tốn nói, lớn mật, hoàn thiếu lập tức quát, lông mày đều vẩy một cái. Hổ thiếu lại là đem tay cản lại, lập tức để hoàn thiếu lửa giận nuốt vào, hắn cuối cùng là mở miệng, có cá tính, thật có cá tính. Ngươi muốn cái gì, hắn quan sát thạch hạo, càng xem càng là thích, hắn gọi ngô thành hổ, xuất thân cao quý, nhưng có chút khác biệt, không thích hồng nhan, ngầm nuôi mấy cái nam bằng hiếu. Thế nhưng những người hắn nuôi, dù tập hợp lại cũng không bằng người đang đứng trước mặt hắn đấy dù là thạch hạo không sợ trời không sợ đất vẫn bị người nhìn mà ứa ra mồ hôi lạnh miệng lại muốn buồn nôn cút ngay là được rồi hắn phất phất tay mắt không thấy tâm không phiền ha 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 ngô thành hổ cười to sau đó hướng về hoàn thiếu nói buổi tối hôm nay ta muốn nhìn thấy hắn tại phòng của ta hổ thiếu yên tâm chờ tin tốt của ta hoàn thiếu vỗ ngực nói thạch hạo không khỏi im lặng hắn gặp qua Nghe qua chuyện trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, một ngày kia lại có thể sẽ phát sinh ở trên người mình. Mấu chốt là, hắn là nam nhân a, thật là ác tâm, Thạch Hạo ánh mắt xét lạnh, hắn đã động sát ý. Bắt lấy hắn, Hoàn thiếu hướng ba tên gác cổng ra lệnh, hắn gọi Chư Hoàn, là một tên tộc nhân của Chư gia, bản thân không có gì đặc biệt, nhưng cha lại là một trong những đại tướng của Chư gia. Hoàn thiếu, hắn là khách nhân của Cơ tiểu thư. Ba tên gác cổng vội vàng nói: bọn hắn không muốn đắc tội chư hoàn, nhưng đồng dạng không muốn đắc tội chư cơ, hơn nữa, người là vẫn là đến từ văn gia, một cái không khéo, liền có thể dẫn phát xung đột của hai cái gia tộc. Cái này há có thể cho hoàn ổ. chư hoàn làm ẩu, chư hoàn sướng sờ, tiểu tử này còn có quan hệ cùng tộc tỷ của mình. Nhưng hắn bản thân lại là người coi trời bằng vung, huống hồ, lần này cũng là phụng lệnh lão tử, muốn toàn lực vuốt ngô thành hổ mông ngựa, bởi vậy, trong lòng lo lắng nhoáng một cái đã không thấy tâm hơi, nói bản thiếu bảo các người bắt người, các người chính là bắt người, còn dám nghi ngờ ba tên gác cổng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều do dự không thôi. a, à, lúc này tên gác cổng trước đó đi giao thư đã chạy trở về bên người còn có một thị nữ, hắn nhìn tình hình nơi này có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất mau nói cơ tiểu thư muốn người này tới gặp nàng. Chư hoàn lại hừ một tiếng hướng về kia thị nữ nói trở về nói với chủ nhân của người tiểu tử này ta mượn trước mấy ngày bảo đảm sẽ không để hắn thiếu một sợi lông nói không chừng sẽ còn nhiều một chút đồ đạc. Ngô Thành Hổ bị ổi cười nói, ha ha ha, ba tên thiếu gia khác cũng cười to, cũng âm thầm nghĩ Ngô Thành Hổ quả là có mắt nhìn người, nếu là bọn hắn coi trọng, bọn hắn cũng không dám trước mặt đòi người. Ông, cuối cùng Thạch Hảo đã giận dữ, một đạo khí thế dương động, bọn tòa kỵ của Trư Hoàn đều trở nên nóng nảy bất an, nhao nhao nhảy lên, đem bọn người Trư Hoàn đánh ngã xuống. Nhanh chân chạy tới chỗ Thành Hổ, Ngô Thành Hổ cũng không biết tòa kỵ phát cuồng là bởi vì sợ Thạch Hạo, hắn mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng cũng tu đến giữa hồn chín tầng, bởi vậy, từ trên lưng tỏa kỵ lên ngã xuống cũng không bị thương. Hắn cười hì hì, tiểu tử, người muốn ôm ấp ta sao? Dứt lời, hắn đưa tay muốn sờ lên khuôn mặt thạch hạo. Hắn làm việc không cố kỵ, căn bản không quan tâm người khác. Có ai dám ở trước mặt hắn nói gì sao? Xoát, hàn quang lóe lên, sau đó liền thấy một chùm máu tươi tuôn ra. Ngô Thành Hổ không thể tưởng tượng nổi nhìn cánh tay cụt của mình, qua một cái hô hấp, hắn mới cảm thấy đau kêu lên thê thảm đau 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 đây là việc hắn chưa từng trải qua để hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi ngươi chư hoàn thì là dọa đến mật cũng muốn nát tại cửa ra vào chư ra ngay bên cạnh mình ngô thiếu gia lại bị người chặt cánh tay ngô gia có thể không động lôi đình chi nộ mà hắn lại có thể bình yên mà sống sao song đời sau đó hắn lập tức chỉ tới thạch hạo người đâu người đâu bắt hắn lại cho ta mau bắt lấy hắn chuyện đã phát sinh cho nên hắn hiện tại có thể làm chính là đem hung thủ bắt lại đem hết khả năng giảm bớt lửa giận của ngô ra lúc này ngô thành hổ cũng khôi phục mấy phần thần trí hắn đương nhiên cũng giận tím mặt lớn tiếng nói không nên giết ta muốn làm chết hắn chơi chết hắn thạch hạo lắc đầu gãy một cánh tay còn không biết nặng nhẹ sao vậy ngươi đi chết đi thạch hạo tâm niệm vừa động ám đột kiếm phát động phốc một cái liền xuyên thủng trán của ngô thành hổ banh thi thể ngô thành hổ ngã xuống đất chương 505, mua máu, Ngô Thành Hổ chết rồi, chết ở cửa ra vào của chư gia. Chư Hoàn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, đây chính là Ngô Thiếu Gia, một khi tin tức truyền đến Ngô Gia, chắc chắn sẽ dẫn phát lôi đình chi nộ của Ngô Gia. Hắn chỉ vào thạch hạo, run giọng nói, người biết người đã làm gì không? Người biết hắn là ai không? Hắn trinh là Ngô Thiếu Gia của Ngô Gia, Ngô Gia người biết không, chính là một cái thế lực bảy sao đấy. Ngô Gia, bảy sao, thạch hạo sướng sờ, toàn bộ tây nham đại lục hình như chỉ có một cái gia tộc phù hợp điều kiện này bốn cái bổ thần miếu cộng thêm một cái thiên tài chính bảng bị hắn giết chết trùng hợp như vậy hắn lại làm thịt một người họ ngô hắn bật cười bát tự của hắn cùng ngô gia chắc chắn là khắc tinh đi một vòng lớn vẫn gặp ngô gia ngô gia người ha ha ta giết không chỉ một thằng này thạch hạo cười nói thực bốn đại bổ thần miếu lại thêm thiên tài ngô phi vũ cái nào không thể so với ngô thành hổ trọng yếu mấy lần nhưng tới bây giờ hắn vẫn có thể chạy nhảy lung tung đấy nha. Chư Hoàn thì bất ngờ, người trước mặt này là người điên A. Hắn đương nhiên không tin Thạch Hạo, người nào có thể đắc tội ngô gia mà còn có thể sống tới giờ. Cho nên, Thạch Hạo nhất định là đang nói khoác, nhưng vấn đề là, Thạch Hạo xác thực giết ngô thành hổ A. Người đâu, mau tới bắt hắn, hắn lớn tiếng kêu lên, kế sách hiện giờ, chỉ có đem Thạch Hạo bắt lại, đưa đi ngô gia chờ xử lý, lúc này mới có thể tận lực tránh né lửa giận của ngô gia, để chư gia giảm bớt liên lụy rất nhanh, chư gia liền có phản ứng, cao thủ vọt ra, dù sao đây chính là cửa ra vào của chư gia, nếu là lúc này vẫn chậm, chư gia cũng không cần lăn lộn. Thạch hạo sờ lên cái cằm, lộ ra có chút buồn bực. Vì cái gì hắn tới chỗ nào đều sẽ dẫn phát xung đột chứ? Người nhìn, lần này rõ ràng có văn tú tú giới thiệu, vốn hẳn nên thuận lợi mới đúng. Mà hắn cũng không phải đến kêu đánh kêu giết, chỉ là muốn điều tra một thân thế mà thôi. Vạn nhất, nếu như đây thật là tổ gia của mình, ha ha liền chơi chết cân nhắc đến đây thạch hạo lập tức quay người đi cũng không ở lại để chờ đánh một trận đuổi chư hoàn kêu to thúc giục cao thủ trong gia tộc truy kích nhưng tốc độ của thạch hạo dù là chú vương đình cũng đuổi không kịp mà chư hoàn kêu lên hai tiếng như vậy có thể dẫn tới cường giả bổ thần miếu xuất hiện sao trên thực tế ở trong đó liền chú vương đình cao thủ cũng không là gì thạch hạo chỉ không muốn phát sinh xung đột nếu không một mình hắn liền có thể nhẹ nhóm quét ngang đương nhiên như vậy chư gia khẳng định liền có cao thủ ra giết hắn. Thạch Hạo rất nhanh liền bỏ xa truy binh, sau đó hắn lại lặng yên trở về. Theo manh mối của Văn Tú Tú, hai tử thất lạc 20 năm trước chính là con của người thừa kế chư gia, chưa thất lập, bất quá, 20 năm trước hắn là người thừa kế của chư gia, hiện tại vẫn vậy nhưng lại có thêm mấy cái người thừa kế. Nguyên nhân dĩ nhiên là chư gia lão tổ còn chưa tới thọ nguyên, mà chư tân lập bởi chuyện con cái, cũng chọc giận lão tổ chư gia, nên liền lập mấy người thừa kế. Nhìn cái nào ưu tú, liền tại trăm năm sau đem vị trí gia chủ truyền xuống. Mà chưa tân lập có thể trở thành người thừa kế, võ đạo thiên phú đương nhiên rất cao, sớm tại 15 năm trước đã bước vào chú vương đình. Muốn biết đây có phải cha ruột của mình hay không, rất đơn giản, chỉ cần lấy một giọt máu của đối phương, Thạch Hạo đã sớm chuẩn bị xong huyết mạch phù, đem giọt máu này nhỏ tại huyết mạch trên bùa, sẽ lập tức biết kết quả. Nếu đúng, huyết mạch phù sẽ lập tức cháy, không đúng, vậy thì không có nửa điểm phản ứng nhưng máu tươi chú vương đình làm sao mới có thể lấy được thạch hạo mặc dù yêu nghiệt nhưng trừ phi để nguyệt doanh quáng lực nếu không hắn tuyệt không có khả năng đem một tên chú vương đình đánh ra huyết thế nhưng cứ như vậy lãng phí một cơ hội, Thạch Hạo chắc chắn không làm. Nên làm cái sao bây giờ? Nam không được, tìm nữ. Thạch Hạo lập tức lắc đầu, sau khi sự tình phát sinh, hôn thê của Chư Tân lập lập tức cho ngừa đi giết hai mẹ con. Chư Tân lập mặc dù chạy tới, lại cũng có thể cứu con trai, hơn nữa trong khi đánh nhau liền để con trai bị đoạt mất cho nên cách này hiển nhiên không thể thực hiện được hơn nữa hiểu càng nhiều thạch hạo thì càng cảm thấy chư tân lập không thể nào là cha đẻ của mình bởi vì hắn căn bản không có rời đi tây nham đại lục mà muốn nói một người xa lạ nhặt được hắn lại chạy tới một nơi thật xa để vứt hắn ai ăn nhiều chết no đi làm nhưng để phòng ngừa khả năng thạch hạo vẫn muốn lấy được máu của chư tân lập vũ lực không làm được vậy đổi biện pháp dùng tiền mua Thạch Hạo lấy tu di giới tử thuật cải biến tướng mạo, sau đó phòng đấu giá, nói rõ có thể ra giá tiền rất lớn để mua một giọt máu của Chư Tân Lập. Mặc dù đối võ giả mà nói, huyết dịch quan hệ trọng đại, móc nối giữa da thịt và năng lượng, nhưng dù vậy, chỉ là một giọt, ai cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, vô duyên vô cớ, ai cũng không có khả năng đưa một giọt máu. Nơi này phòng đấu giá lại chính là sản nghiệp của Chư gia, nghe được yêu cầu của Thạch Hạo liền giận dữ, nhưng thạch hạo lấy ra đại lượng linh thạch, lại khiến phòng đấu giá thu lại lửa giận. Làm ăn, không phải là vì tiền sao, bọn hắn đi liên hệ chư tân lập, sinh ý này, còn phải nhìn quyền định của chư tân lập. Không quá hai ngày, thạch hạo liền nhận được thông báo của phòng đấu giá, nói chư tân lập muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Thạch hạo không có cái gì do dự, lập tức đáp ứng. Không môn yến hắn cũng không sợ, tiên cư trong tay, cái gì cảm bẫy. Địa điểm gặp mặt là một quán trà, thạch hạo đúng giờ đi tới hắn được tiểu nhị dẫn tới một gian, chỉ thấy có một tên nam tử đưa lưng về phía hắn, dáng người thon dài. Thạch hạo tới đối diện người này, liền thấy một tên nam tử mặt như ôn ngọc khắc sâu vào mắt. Nghe nói, người muốn mua một giọt máu của ta, nam tử mở miệng hỏi, ân, người này chắc là chưa tân lập, thạch hạo có thể cảm nhận được, khí thức của đối phương vô cùng to lớn, vượt xa cấp bậc quan tự tại. Đúng vậy, hắn gật đầu, nguyên nhân, chưa tân lập từ tốn nói, thạch hạo có chút do dự, không có lập tức trả lời. Chư Tân lập lắc đầu, người nếu không nói ra tới, chính là cho ta một tòa mỏ linh thạch, ta cũng sẽ không cho ngươi một giọt máu. Thạch Hạo suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói thật, cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ta là cô Nhi, hắn đơn giản nói, Chư Tân lập sướng sờ, không khỏi cười nói, người hoài nghi chúng ta là quan hệ cha con. Rất không có khả năng, nhưng dù là có một phần vạn khả năng, ta cũng cần xác nhận. Thạch Hạo nói, Chư Tân lập lắc đầu, Người trẻ tuổi kia thật đúng là ngạo khí, một chút cũng không có đem chư gia cường đại để trong lòng. Bất quá, hắn cũng bởi vậy coi trọng Thạch Hạo, nói tốt, đã có như vậy một chút xíu khả năng, ta cũng là muốn biết. Người có cái gì thủ đoạn sao? Thạch Hạo lấy ra huyết mạch phù, nói ta lấy máu tươi của mình chế huyết mạch phù, người chỉ cần giọt một giọt máu tươi nhỏ lên, nếu như chúng ta huyết mạch tương thông, huyết mạch phù liền sẽ bốc cháy. Chương 506, huyết mạch phù Chư Tân lập tất nhiên biết huyết mạch phù, bất quá, Thạch Hạo có thể tự tay luyện chế lại để hắn có chút kinh hãi. Người trẻ tuổi này là phù binh sư, lúc này, hắn lại sinh ra mấy phần hứng thú, có điểm hy vọng người trẻ tuổi này là con của mình. Tính toán, cũng gần 20 năm không có nhìn thấy đứa con trai này, vốn cho rằng có thể quên mất, bây giờ bị nhắc tới, lại là để hắn tưởng niệm vạn phần. Được, hắn gật đầu, vươn tay, cắn một chút, sau đó nhỏ một giọt máu tươi. Ba, máu tươi nhỏ lên huyết mạch bùa, tạo thành một cái hình đồ, nhưng mà, huyết mạch phù vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa gì. Hiển nhiên, hai người cũng không có quan hệ huyết mạch. Chư Tân lập lập tức thất vọng vô cùng, nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái, hắn thật đúng là không sinh ra được một đứa con như Thạch Hạo, dù sao, mẹ của đứa bé cũng chỉ là hơi xinh đẹp, không thể nói là quốc sắc thiên hương. Thạch Hạo lại thờ ơ, trước đó hắn đã có 99% kết luận, Chư Tân Lập không phải là cha ruột của mình, hiện tại chẳng qua là xác nhận mà thôi. Hắn cười cười, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ. Gặp hắn muốn đi, chư tân lập rũi rũi tay, nói, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi và ta cũng không có duyên phận cha con, bất quá, ta rất thưởng thức tài hoa của ngươi, người nguyện gia nhập chư gia của ta hay không. Bản thân là một trong những người thừa kế của gia tộc, hắn cũng cố gắng hết sức, thấy thạch hạo có thể vẽ phù binh, liền muốn thu nạp nhân tài. Thật có lỗi, thạch hạo lắc đầu, chư tân lập người phần thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng, nói, người trẻ tuổi, ngày khác hữu duyên gặp lại. Được, Thạch Hạo vươn người đứng dậy, đi ra quán trà, dáng người cũng biến về dáng dấp ban đầu. Chính là hắn, lúc này, chỉ thấy có người chỉ tay tới hắn, lập tức, có thật nhiều người đồng thời nhìn lại, tốt người tên tiểu tử, cũng dám giết người của Ngô gia. Một tên trung niên chừng 40 tuổi đạp bước nhảy ra, hướng về Thạch Hạo biểu lộ nét mặt uy nghiêm. Người Ngô gia, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải chỉ giết một cái Mặc dù nói thật, nhưng đối phương lại nghĩ là Thạch Hạo là chọc tức hắn, không khỏi càng thêm phẫn nộ, thét dài một tiếng, vọt tới trước mặt Thạch Hạo. Bỉ ngạn, Thạch Hạo lắc đầu, hắn giết dưỡng hồn cảnh, Ngô gia liền cho rằng hắn chỉ có tu vi bỉ ngạn cảnh sao? Cũng đúng, chưa ra trước đó cho người đuổi giết hắn, cao lắm cũng là quan tự tại mà thôi, cho nên đối phương chỉ nghĩ hắn là một cái dưỡng hồn cảnh. Xeo, đối phương đã giết tới, nhưng Thạch Hạo chỉ tùy ý vung quyền, bành, trung niên kia liền biến thành mưa máu. Cái này giết đến dứt khoát gọn gàng, lập tức để tất cả mọi người chấn kinh, trong lúc nhất thời cũng chưa có lấy lại tinh thần. Sau đó, những người ngô gia khác đều giận dữ. Tiểu tử này nói giết không chỉ một người nhà họ ngô, quả nhiên không phải khoác lác, mà là một câu tiên đoán A. Quá phách lối, phải biết, ngô gia thế nhưng là thế lực bảy sao, mặc dù thế nào, nhưng cũng là đỉnh tiêm thế lực tại Tây Nham Đại Lục, há có thể chịu dạng khiêu khích này. Cuồng đồ lớn mật, hôm nay người chết chắc rồi giết, người nhà họ ngô đều vọt ra, không thiếu cấp bậc quan tự tại. Thạch hạo cười một tiếng, quả cầu đá pháp tướng xuất hiện, lơ lửng trước người, phàm là có người xông tới, quả cầu đá liền đánh tới, người kia chắc chắc bị chấn thành mưa máu. Sau khi bị mất đi mười mấy người đồng tộc, người nhà họ ngô đã bị dọa sợ rồi, mỗi người run chân, không dám tiếp tục xông lên phía trước. Thạch hạo cười một tiếng, các người ngô gia đều có bốn tên bổ thần miếu bị ta làm thịt, hiện tại phái loại này lính tôm tướng cua đến, không quái khôi hài sao quán trà bên trên trừ tân lập nguyên bản chính đang xem kịch một bên uống trà một bộ việc không liên quan tới mình nhàn nhã hưởng thụ nhưng nghe được câu nói này của thạch hạo hắn miệng trà cũng phun ra ngoài ho khan không ngừng trước đó thạch hạo trước mặt hắn cũng cảm giác người này yêu việt dù sao mình cũng là đại năng chú vương Bình. thế nhưng mà nghe được thạch hạo nói giết bốn tên bổ thần miếu hắn có thể không thất thố đến phun trà sao khoác lác sao không hắn xác thực nghe nói qua Ngô gia gần nhất ngã xuống một cái, tổn thất bốn tên bổ thần miếu, còn có cái thiên tài trên chính bảng, chỉ là tuyệt đối không ngờ chính là, người này lại ở trước mắt hắn. Tiểu tử này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng thực có thể tàn sát bổ thần miếu sao? Chư Tân Lập không thể nào tin được, nhưng cũng không có hoàn toàn phủ định, bởi vì hắn tin Thạch Hạo là loại ăn nói bừa bãi. Nhưng cơ bản, việc này là thế nào chứ? Thạch Hạo cười một tiếng, nghênh ngang rời đi, muốn lưu hắn lại, cái kia nhất định phải xuất động bổ thần miếu, liền hiện tại chút người này, hắn thả ra mặt trời pháp tướng có thể toàn bộ tiêu diệt, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chờ thạch hạo đi một hồi, người ngô gia mới như trong mộng tỉnh lại, vội vàng triển khai truy kích, nhưng đuổi theo bằng cách nào. Thạch hạo rời đi, xem mặt mũi chưa tân lập, hắn quyết định không gây sự với chưa gia. Chạm tiếp theo, liễu gia. Khoan hãy nói, mặc dù liễu gia khoảng cách rất xa, thế nhưng, muốn kiểm chứng người kia của liễu gia có phải là cha hắn hay không, chính là dễ nhất, bởi vì cha chồng cũng không chỉ là tu vi quan tự tại. Vị Liễu gia này rất thích nơi bướm hoa, hơn nữa tinh lực thịnh vượng, mỗi lúc trời tối đều muốn đi thanh lâu tiêu sái, bởi vậy, Thạch Hạo cũng căn bản không cần cân nhắc như thế nào ẩn vào Liễu gia, chỉ cần tại trong thanh lâu tìm hắn là được rồi. Hơi có chút phiền phức, chính là trong thành không chỉ một nhà thanh lâu, cho nên, Thạch Hạo cần trước tiên tra rõ ràng, vị này buổi tối hôm nay đi cái thanh lâu nào. Cái này tuyệt không có khả năng là cha ta, Thạch Hạo ở trong lòng nói bành một cái hắn trực tiếp phá cửa sổ mà vào hừ người kia mặc dù háo sắc thành tính nhưng dù sao cũng là cường giả quan tự tại phản ứng đương nhiên rất nhanh đưa tay xuất thủ oanh bảy đạo pháp tướng xuất hiện chính là bảy tòa núi lớn hướng về thạch hạo đập tới thạch hạo hai tay đưa lên lập tức bảy tòa núi lớn pháp tướng cùng nhau bị bắn bay hắn mở rộng hai tay đã cầm xuống người kia a à, lúc này nữ tử trong phòng mới tỉnh lại hét lên một tiếng thạch hạo cũng không để ý trực tiếp vẽ một cái lỗ hổng trên tay liễu ra máu tươi lập tức tuôn ra liễu ra kinh hãi như gặp biến thái lập tức kịch liệt dãy giụa máu tươi rơi đến huyết mạch bùa lại không hề biến hóa quả nhiên mặc dù sớm đoán trước nhưng thạch hạo vẫn nhẹ nhàng thở ra nếu mặt hàng này là cha ruột hắn kia chính là gia môn bất hạnh phiền muộn đến khóc đi ba hắn một cái tát rút ra đem liễu ra đánh ngất xỉu thạch hạo rời đi hướng về tinh thành Cuối cùng chỉ còn Mã Gia, nếu là chứng minh Mã Gia cũng không phải thân thế của hắn, như vậy hắn liền muốn rời khỏi Tây Nham Đại Lục, đi Nam Mộc Đại Lục cùng Bắc Ngân Đại Lục. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Thạch Hạo cũng đã chạy tới Mã Gia. Chương 507. Mã Gia, thế lực mạnh nhất Triều Tinh Thành, không có cái thứ hai. Trên thực tế Mã Gia cũng thuộc Thiên Đạo Hội, chỉ là địa vị cao hơn Văn Gia một bậc, bởi vậy Văn Tú Tú cũng không nhận biết người Mã Gia, nếu không cũng có thể cho Thạch Hạo giới thiệu một chút. Sau khi đi tới Triều Tinh Thành, Thạch Hạo bắt đầu tự hỏi, biết tìm ai để lấy máu đây. Văn Tú Tú chỉ điều tra ra mã ra ở 20 năm trước bị mất một đứa bé, nhưng là, đến tột cùng là ai mất, một điểm manh mối cũng không có, để hắn làm sao bắt đầu đây. Ân, mạnh bảo, Thạch Hạo rất nhanh liền quyết định, hắn mai phục tại cửa ra vào mã ra, chỉ cần thấy một người tuổi chạy đến, lập tức bắt cóc, đem vào tiên cư tra hỏi. Từ đầu, cũng không có gây chú ý của mã ra, bởi vì bọn hắn là người mã ra, ai dám làm gì bọn hắn. Thẳng đến khi nhiều người đi ra ngoài vẫn không có trở về, cái này mới để mã ra chú ý. Dù sao, có người chỉ là tản bộ mà thôi, như thế nào nửa ngày cũng không thấy về chứ. Mã ra rốt cục phái người đi điều tra, nhưng cũng không đủ cường đại, lại bị thạch hạo tận diệt. Lại biến mất mấy đợt người, mã ra cuối cùng là ý thức được không thích hợp, phái ra cường giả chú Vương Đình. Thạch hạo không có ham chiến, trực tiếp rời đi, đi tới rừng rậm bên ngoài thành, thạch hạo bắt đầu thẩm vấn hắn từ tiên đưa ra một người đánh thức đối phương ba một cái dùng tay tát vào mặt tên kia a à, người kia phát ra tiếng kêu sau đó lại lộ ra biểu cảm đáng thương cộng với một mặt ta quen người à tại sao người lại đánh ta nhìn thạch hạo thạch hạo cười một tiếng nói phòng ngừa ngươi nói nhảm tỉ như ta là ai người nhà nào cho nên ta cho ngươi làm mẫu một chút miễn chọc giận ta chú ý ta biết ngươi là người mã ra cho nên lời uy hiếp cũng không cần nói ra nghe xong người kia lại lộ ra một mặt u ấm. Người nói hết rồi, ta còn có thể nói gì, hiểu không, Thạch Hạo cười nói, người kia gật đầu, thực là bị Thạch Hạo hù dọa. Cái này mới ngoan, Thạch Hạo cười cười, sau đó hỏi, 20 năm trước, các người mã ra là bị đoạt mất một đứa bé. Cái gì hài nhi, người kia vô ý thức hỏi lại, nhưng lập tức nghĩ vụ Thạch Hạo trước đó, lập tức dọa đến tái mặt, vội vàng nói, không không không, ta chỉ là chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Được rồi, Tạm thời tin tưởng ngươi." Thạch Hạo cười nói, tiện tay đem người kia đập choáng, sau đó vứt qua một bên. Hắn lại từ tiên đưa ra một người, lấy phương thức lúc nãy, sau đó bắt đầu hỏi. Người thứ hai đã là nhìn thấy tộc nhân tộc nhân đang nằm bên cạnh, khóe miệng co giật một cái, vội vàng nói, "Ta cũng không biết chuyện thất lạc hài nhi gì đó." Cái này cũng không biết. Ba, Thạch Hạo đem người kia đánh ngất xỉu, vứt qua một bên, lại xách ra người thứ ba. "Ta không biết." Ba, người thứ tư, "Ta không biết." ba, cái kế tiếp, cái gì anh, ba, liên tiếp hỏi 11 người, nhưng căn bản ai cũng không rõ ràng. a, à, đây chẳng lẽ là cái gì đại bí mật sao, nhiều người như vậy liền một chuyện cũng không biết. Thạch hạo một bên nghĩ, một bên sách ra người thứ 12, bắt đầu quá trình, hai, hắn làm càng ngày càng thành thục. Làm người kia sau khi nghe được vấn đề, sắc mặt lập tức đại biến, nhưng lập tức thu vào, lắc đầu nói ta không biết. Thạch hạo thở dài, quên ta mới vừa rồi là nói gì với người phải thành thật, đây là tạo điều kiện cho người trở thành người lương thiện. Dứt lời, hắn chỉ một ngón tay lên người đối phương. Thất khiếu khóa tâm chỉ, chuyên dùng bức cung. a à, người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, ra mặt kịch liệt co quắp. Có thể ra khỏi dự kiến của Thạch Hạo, hắn không có khai ra cái gì, còn đang cắn răng chống đỡ. Có ý tứ, Thạch Hạo ý thức được, chuyện thất lạc hài tử này chắc chắn không bình thường. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn người kia, ngược lại muốn xem xem ra hỏa này có thể chống đỡ bao lâu. Người kia quả thật có chút cốt khí, nhưng thất khiếu khóa tâm chỉ lại không phải người thường có khả năng chống cự, chỉ là một lúc sau, người kia liền mồ hôi rơi như mưa, cả người giống như mới được vớt từ trong nước ra. Ta nói, ta nói, hắn cuối cùng là chịu không được, thạch hạo cười một tiếng, đưa tay nhấn một cái, để cho đối phương có thể thở một hơi. Nói đi, ta đang nghe đây, người kia nhìn chằm chằm thạch hạo, chẳng lẽ, người chính tiểu xúc sinh kia ai thạch hạo lại một ngón tay người kia lập tức lại hét thảm lên có thể hay không nói tiếng người để người kia kêu thảm một trận thạch hạo mới ngừng lại người kia thở hồng hộc mồ hôi như là như nước suối chảy ra hắn nhìn chằm chằm thạch hạo ánh mắt rất oán độc nói đều là bởi vì ngươi lão tổ tế thiên thất bại không cách nào thu hoạch thiên địa lực lượng a à, thạch hạo biết đại tế thiên giống như bổ thần miếu đều chia hai giai đoạn ví dụ như bổ thần miếu trước tiên ở thành lập thần miếu sau đó nhen lửa hương hỏa, nhén được hay không, thực lực này tranh lệch liền lớn, có thể nói, người đã nhen lửa hương hỏa, một cái bổ thần miếu ít nhất có thể đánh 10 cái bổ thần miếu chưa đốt hương hỏa. Đại Tế Thiên cũng như vậy, bước đầu tiên này là ở thần miếu xây thành tế đàn, dùng để câu thông trời cao, bước thứ hai trinh là tế trời xanh, dẫn tới thiên địa lực lượng, cọ rửa toàn thân, làm cho cấp độ sinh mệnh phát sinh biến chất. Thiên địa lực lượng mới là mấu chốt của Đại Tế Thiên, không thể dẫn tới thiên địa lực lượng quáng thân, vậy chỉ có thể gọi là ngụy tế thiên hay là chuẩn tế thiên, không có thọ nguyên bù đắp, cũng không có năng lực phi hành. Cho nên, mã gia lão tổ tế thiên thất bại, không thể thu được thiên địa lực lượng quán trú, cái kia chính là ngụy tế thiên, cũng làm cho mã gia dù là thế lực bảy sao nhưng chất lượng lại giảm bớt mấy phần. Ồ, Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, chỉ là một đứa bé, làm sao có thể phá hủy tế tự chứ? Người kia nặng nề thở hồn hển mấy cái, bởi vì ngươi là vật chẳng lành, làm trời cao căm hận, lão tổ nguyên bản cực kỳ yêu thích người, nhưng bởi vì lây dính quá nhiều khí tức của ngươi mới bị trời xanh căm ghét cuối cùng mượn nhờ thiên địa lực lượng thất bại thạch hạo sờ sờ cái cầm nếu quả thật như thế như vậy cũng khó trách mã gia sẽ giấu giếm sự tình năm đó bởi vì chuyện này một khi lộ ánh sáng mã gia lão tổ chỉ là ngụy tế thiên chắc chắc người trong thiên hạ đều biết cũng khó trách chính là người mã gia cũng có người không biết cũng chẳng phải cái gì bảo vật năm đó hải nhi là do ai sinh thạch hạo hỏi người kia lại lộ ra vẻ do dự muốn nói lại thôi a à, thạch hạo nhấn một ngón tay trợ giúp quyết định của hắn người trợ giúp có tâm nhất hệ mặt trời hai là lão tổ cùng một tên thị nữ sinh ra người kia hồi đáp sách khó trách mã ra lão tổ sẽ đối với nhi tử kia hết sức yêu thương nguyên lai là con trai hơn nữa có lẽ còn là già mới có con vậy dĩ nhiên càng thêm yêu thương hiện tại thị nữ kia đâu thạch hạo hỏi muốn từ chỗ mã ra lão tổ lấy máu tự nhiên khó như lên trời nhưng nếu có thể tìm được thị nữ hiệu quả cũng giống như nhau Chương 508 kẻ đánh lén. Hư, tiện nhân kia sinh ra đứa con chẳng lành, cho nên sớm đã bị xử tử. Người kia nói, một bộ đây là chuyện đương nhiên, Thạch Hạo đánh một tát, trực tiếp đem đầu người đánh nát. Hầu gái có tội gì chứ? Nếu người đã xem thường mạng người như vậy, tốt, cho người lên đường sớm một chút. Hắn tin tưởng, đây chính là chân tướng của năm đó, cho nên hắn cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian, đem những người còn lại từ trong tiên cư ném ra. Hiện tại có một vấn đề lớn làm sao lấy được một giọt máu tươi từ trên người mã ra lão tổ. Biện pháp cứng rắn chắc chắn không thể được, mặc dù người ta không nhận được năng lượng trong thiên địa tẩy rửa, nhưng tốt xấu cũng là chuẩn tế thiên, vẫn có thể miểu sát bổ thần miếu, mà thạch hạo so ra khác biệt chỉ là không thể phi hành mà thôi. Dù là có tiên cư trợ giúp, thạch hạo tin tưởng chỉ cần hắn vừa nhô đầu, kết quả chỉ có một, bị người ta một tác chụp chết. Dùng tiền mua, nói giỡn, đại tế thiên là cấp bậc mạnh nhất Tây Nham Đại Lục, loại người này đương nhiên xem trọng thân phận, lại có thể vì một chút linh thạch mà đem máu đi bán. Thạch hạo có thể đem báu vật để mã ra động lòng sao? Có, ví dụ như linh thạch thủy, mặc dù chỉ còn lại có một chút xíu, nhưng vẫn có thể để đại tế thiên động lòng, nhất là những người như mã ra lão tổ, bọn này rất cần thiên tài địa bảo để tiếp tục nâng lên sức mạnh, một lần nữa đột phá. Nhưng mà, thạch hạo cũng không bỏ được, chỉ vì điều tra thân thế mà thôi, phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Lại nghĩ cách khác, Thạch Hạo hiếm mắt rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên bay lên một báo động nguy hiểm mãnh liệt. Oanh! Đột nhiên, liền có một cái cái tát đánh tới, lực lượng hùng hậu để hắn cảm thấy ngạt thở. Bất quá, hắn có lĩnh vực cho nên đã sớm cảm nhận được, lập tức nghiêng người một quyền phản kích đánh thẳng vào nhược điểm của đối phương. A! À, kẻ đánh lén hét lên kinh ngạc, hình như không nghĩ tới Thạch Hạo còn có thể phản ứng lại nhanh như vậy, mà đánh ra chiêu thức cũng chính xác như thế. Hắn cũng không thua cánh tay giống như không có xương, hướng tới nắm đấm của Thạch Hạo bắt lại. Thạch Hạo cũng không dám để đối thủ bắt chúng, nhìn cánh tay kia, lực lượng vận chuyển so ra mạnh hơn hắn vài phần, nếu như bị bắt chúng, cánh tay của hắn chắc chắn bị bóp nát. Hắn vội vàng lui, thừa dịp sơ hở lại tấn công. Hai người tốc độ đánh đều cực nhanh, người tới ta đi, trong nháy mắt liền trao đổi rất chiêu, nhưng nếu có người khác đang xem, khẳng định sẽ mười phần chấn kinh, bởi vì tới bây giờ, bọn hắn cũng không có nhìn thấy nhau. Lúc này, Thạch Hạo đã nhìn thấy kẻ đánh lén, dáng người thon dài, trên mặt cũng che vải, không rõ mặt mũi. Đánh xong mấy chục chiêu, kẻ đánh lén phát ra thanh âm nói: người nắm giữ lĩnh vực. Thạch Hạo không khỏi giật mình. Trước đó hắn giao thủ với nhiều người, nhưng bọn hắn cũng chỉ nhận ra tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, thậm chí gần như biết trước, nhưng lại không có ai biết hắn sở hữu lĩnh vực. Người này làm sao lại biết? Đánh giá thấp ngươi rồi. Kẻ đánh lén cười nói, hắn lại ra quyền đánh về phía Thạch Hạo lần này cảm giác liền hoàn toàn khác biệt thạch hạo phát hiện công kích của đối phương trở nên hết sức nhẹ nhàng hình như không cách nào cảm giác được làm sao có thể như vậy đối phương rõ ràng đang ở bên trong phạm vi lĩnh vực của mình tại sao lại không thể nhận biết được công kích chứ hắn thấy công kích của đối phương biến ảo khôn lường như là thiên mã hành không hoàn toàn không cách nào đoán trước thế nào không thể dùng lĩnh vực nhận biết xem ngươi làm sao có thể cản lại công kích của ta kẻ đánh lén đắc y nói Thạch hạo nhướng mày, hắn vẫn như cũ gặp chiêu phá chiêu, tận lực không cùng đối phương lấy cứng đối cứng. Nhưng là, đã mất đi trợ giúp của lĩnh vực, hắn cũng không thể tránh né tất cả chiêu thức của đối phương, thỉnh thoảng liền muốn ngạnh kháng một lần, bị lực lượng mạnh bạo tấn công khiến cho máu trong cơ thể hắn dần dần sôi trào. Nhưng mà, hắn càng hiếu kỳ thân phận của đối phương, người đánh lén này là ai? Rõ ràng không chút lưu tình, nhưng hắn cũng không cảm nhận được sát khí, mười phần mâu thuẫn. Hơn nữa, thực lực của đối phương, đến tột cùng mạnh đến mức nào mới chút này liền chống đỡ không được nữa rồi kẻ đánh lén cười ha ha nói thử xem cái này sẽ có cảm giác như thế nào oanh một đầu cự lang từ mi tâm của hắn chui ra toàn thân quấn quanh lôi đình màu xanh pháp tướng thạch hạo kinh ngạc sói không có cái gì kỳ quái nhưng mà lôi sói có loại hung thú này sao cạc cạc sợ rồi sao kẻ đánh lén cười to lôi sói gào thét một tiếng hướng về thạch hạo phun ra một tia chớp tốc độ tia chớp nhanh bực nào. Thời điểm Thạch Hạo dùng tử lôi mâu công kích người khác, người khác không cách nào tránh né hay là ngăn cản, hiện tại đổi đến trên người hắn cũng vậy. Cho nên, linh căn hệ lôi mới cường đại như vậy. ba Lôi đình đánh tới, nhưng một cầu đá xuất hiện trước người, đứng trước người Thạch Hạo. Lôi đình tung tóe nhưng quả cầu đá một chút tàn phá cũng không có. Đây chính là pháp tướng của Thạch Hạo, một niệm mà sinh. Trong thiên hạ, có cái gì có thể oanh phá quả cầu đá này? đây là hình thái thứ hai của mặt trời thiên hạ vô song ít nhất chú vương đình hẳn là cũng không cách nào phá vỡ được cũng không tệ lắm thạch hạo cũng không có thu lại pháp tướng mà để nó quay lượn quanh người kẻ đánh lén nhìn chằm chằm vào quả cầu đá lộ ra vẻ nghi hoặc đây là pháp tướng gì dù là hắn lịch luyện rất nhiều cũng đều chưa hề nhìn hoặc nghe thấy để hắn vô cùng hiếu kỳ ây tùy tiện nhìn mấy tảng đá ven đường mà thôi thạch hạo chỉ một viên đá bên cạnh cho dù là ở trong rừng rậm nơi này cũng không thiếu tảng đá kẻ đánh lén tự nhiên biết thạch hạo là đang nhạo báng mình nếu là tảng đá nào cũng có thể ngăn lại công kích của hắn vậy hắn còn tu luyện cái giám a ha ha có dám mới tin người hắn điều khiển pháp tướng tiếp tục hướng về thạch hạo công kích thạch hạo ý niệm động chuyển quả cầu đá di động đem toàn bộ lôi đình cản lại đến mà không trả lễ thì không hay thạch hạo hừ một tiếng quả cầu đá pháp tướng phi tốc vận chuyển đập tới kẻ đánh lén nếu như bị cái đồ chơi này đập chúng đó là chú Vương Đình cũng muốn bị đập chết. Kẻ đánh lén lại điều khiển lôi sói, há miệng máu, hướng về quả cầu đá cắn một cái rắn chắc. Một cắn kia, quả cầu đá liền muốn bị nuốt hết, nhưng trong nháy mắt, bụng lôi sói lại nổ tung, quả cầu đá thoát ta, tiếp tục hướng về kẻ đánh lén đập tới. Ân, kẻ đánh lén hiển nhiên không ngờ tới, nhưng trong nháy mắt, một đầu lôi sói lại xuất hiện trước mặt hắn, lần này, uy thế rõ ràng liền muốn nhiều hơn một mảng lớn. Thạch hạo lập tức đem quả cầu đá pháp tướng thu vào, Lẫm Nhiên nói, ngươi không phải quan tử tại. Quan tử tại, tuyệt không có khả năng đem tổn hại pháp tướng trong nháy mắt gây dựng lại, hơn nữa, cũng không có khả năng nắm giữ uy thế khủng bố như vậy. A, à, nay liền bị phát hiện rồi, kẻ đánh lén lắc đầu, sau đó đưa tay ở trên mặt kéo một cái, hiện ra chân dung. Cổ Thông, Thạch Hạo không khỏi im lặng, vị này bị bệnh gì rồi? Lại đùa ác như thế? Cổ đại ca, người đùa quá ác a. À. Hắn cười nói, chương 509, tiền lộ đứt gảy. Có nghĩ thế nào, Thạch Hạo cũng không ngờ, người đánh lén này lại là cổ thông. Bất quá, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì công kích của đối phương chiêu chiêu ác liệt, nhưng lại không có sát khí. Cổ thông tất nhiên không muốn giết hắn, nhân ra ít nhất cũng là cấp bậc đại tế thiên, cho nên tự nhiên cũng tu thành lĩnh vực, lĩnh vực đối lĩnh vực, cổ thông lại là cảnh giới cao xa, muốn để lĩnh vực của hắn mất đi hiệu lực đương nhiên cũng là việc nhỏ. Cổ thông cười ha ha, thạch lão đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi châu bò, hắn giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Cổ đại ca, người đột nhiên đến đây, chỉ vì thăm dò thực lực của ta sao? Thạch hạo thở dài, cổ thông gật gật đầu, nhiều ngày không thấy, muốn xem nhìn ngươi có kiêu ngạo tự mãn hay không, kết quả chứng minh, ngươi không để cho ta thất vọng. Cái gì gọi là để ngươi thất vọng, ta đây là vì mình. Thạch hạo cười cười, cổ đại ca làm sao lại tới đây? Đúng lúc đi ngang qua, cảm ứng được khí thức của ngươi, liền quyết định tới nhìn ngươi một chút. Cổ thông nói, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại a, à, bất quá quan tự tại mà thôi, lại có thể thu thành lĩnh vực. Cơ duyên xảo hợp, thạch hạo rất khiêm tốn, cổ thông khoát tay áo, chúng ta nói chuyện bằng thực lực, mạnh chính là mạnh, không cần khiêm tốn. Đúng rồi, pháp tướng vừa rồi của người là gì? Hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, như một đứa bé vừa thấy đồ chơi mới. Thạch hạo nghĩ nghĩ, mới nói cổ đại ca có hiểu rõ những ngôi sao trên trời không? Cổ thông sững sờ, quả cầu đá của người chẳng lẽ còn cùng ngôi sao trên trời có liên hệ gì. Có một chút hiểu rõ, hắn không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, dù sao ngao du tinh vũ, đại năng trúc thiên thê, cũng cần phải mượn không hạm mới có thể xông phá tinh thể. Cho nên, cho dù là hắn, cũng chỉ dám nói đối với tinh vũ hiểu rõ một chút. Thạch hạo gật gật đầu, mặt trời trên cao, bề ngoài nhìn như rất lớn, nhưng khi sắp chết, sẽ thu nhỏ gấp một vạn lần thậm chí một trăm triệu lần, nhưng mật độ lại tăng lên, khiến cho phân lượng cùng trình độ cứng cáp đạt tới trình trạng không thể tưởng tượng. Cổ thông cũng không ngốc, hắn vẫn hết sức thông minh, lập tức phản ứng, người quan tưởng chính là hình thái thứ hai của mặt trời. Ừm, thạch hạo gật đầu, tê, dù là cổ thông tu vi sâu không lường được, nhưng vẫn như cú hít vào một ngụm khí lạnh, đây thật quá dọa người. Tiểu tử này làm sao làm được? Có mặt trời như thế để hắn quan tưởng sao? Cho dù có, cái này cách xa bao nhiêu, người còn có thể nhìn thấy. Ánh mắt gì a? À? ta nghĩ đã đánh ra cao người, nhưng bây giờ phát hiện vẫn còn hơi thấp a. À. Cổ Thông lắc đầu, hết sức cảm khái, Thạch Hạo chỉ khiêm tốn cười một tiếng, đã trang bước xong, hiện tại chỉ cần hưởng thụ. Cổ Thông vỗ vỗ vai Thạch Hạo, tiểu tử ngươi dã tâm thật đúng là lớn, ta càng thêm coi trọng ngươi, đến, gia nhập nhóm của ta, chúng ta nhắc lên một cái truyền thuyết nào. Lại tới, Cổ Thông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Hạo nhịn không được hỏi, muốn biết, Cổ Thông cười hắc hắc, ngươi trước tiên thề một cái. Sẽ theo ta ra ngoài lăn lộn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy quên đi, Thạch Hạo khoát tay, hắn không có khả năng đem mình quấn vào thứ gì hắn không biết. Cổ Thông cũng không có thất vọng, chỉ là có chút cảm khái nói, ta nếu nói cho ngươi, đường phi thăng tiên giới đã bị chặt đứt, ngươi sẽ còn nói như vậy sao? Hả? Thạch Hạo con ngươi co lại, Cổ Đại ca, ngươi tại sao lại nói như vậy? Không thể đi tiên giới, Tô Mạn Mạn chính là đang ở tiên giới đợi mình đấy. Cổ Thông lại không có giải thích Ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật, nhưng ngươi muốn biết chân tướng sau lưng, với thực lực của ngươi bây giờ vẫn không đủ. Cho nên, tranh thủ thời gian tu luyện, mặt khác cũng không cần ham cái gì cảnh giới cao mà nên đem mỗi cái cảnh giới tu đến hoàn mỹ, nếu không, ngươi dù cho trở thành trúc thiên thê, cũng vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại nơi này, chờ mục nát ảm thôi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn lạnh run, có một loại ẩn giấu sát ý. Cổ đại ca, ý của ngươi là vẫn có khả năng phi thăng tiên giới. Thạch Hạo hỏi bằng không thì ta làm sao lại muốn ngươi cùng ta làm cái truyền thuyết chứ? Cổ thông cười ha ha, bất quá, thời gian không chờ ta, ta tới trước náo một chút, nếu như thành công, có thể đem tiên lộ núi liền, nếu là thất bại, đành phải để người đi. Người bây giờ thoái thác, nhưng tới lúc kia, người đã thành tên lắp vào cung, còn lo không bắn được sao? Thạch hạo không khỏi trầm mặc, hắn nha, si cũng không có truy cầu cái gì, hiện tại cũng chỉ muốn điều tra thân thế của mình, nhanh một chút tu luyện tới chúc thiên thê, sau đó phi thăng tiên giới, lại trở nên cường đại một chút, nắm giữ tư cách đứng tại tô gia cầu hôn. Đối với làm anh hùng cái gì, hắn thật sự không có hứng thú. Bất quá, ai muốn ngăn hắn đi tới tiên giới, đó chính là địch nhân của hắn, chắc chắn sẽ bị hắn tiêu diệt. Tốt, hắn gật đầu, nếu như cổ đại ca thất bại, ta sẽ tiếp nối. Đi đi đi, nói cái gì ủ rũ, cổ thông lại nắm chặt tay, nhất định sẽ thành công, tìm ngươi, bất quá là vì phòng ngừa một phần vạn khả năng. À không, là một phần ức, ưm, ức ức phần mà thôi. Hắn dùng ngón tay so một đoạn, phát hiện so nhiều, sau đó lại không ngừng thu nhỏ khoảng cách. Thạch hạo im lặng, ngươi là tồn tại trên cả trúc thiên thê, cái này sẽ phá hư hình tượng của ngươi A. À. Tốt, vậy chúc cổ đại ca mã đáo thành công. Thạch hạo cười nói, cổ thông cười to, sau đó nghiêm nét mặt nói, vì cái kia không có khả năng, ngươi nhất định không thể ham tiến bộ, cần đem mỗi cái cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ. Bởi vì nếu ngay cả ta cũng thất bại, vậy ngươi nhất định phải mạnh hơn ta mới được. Hiếm thấy ghi hỏa này nghiêm chỉnh, thạch hạo gật gật đầu ta đã biết. Tốt, đã gặp nhau, ta đây liền giúp ngươi một chuyện. Cổ thông gỡ bỏ câu chuyện, cái gì, thạch hạo sững sờ, ngươi không phải muốn kiểm tra xem mã gia lão tiểu tử kia có phải là ngươi cha đẻ của người hay không sao. Cổ thông nói, ta yên mang ngươi tới, giúp ngươi lấy chút máu. Lời nói này đến bá khí, giống như không phải muốn đi đối phó một cái đại tế thiên, mà chỉ là một cái am yêu a cầu thạch hạo đối với cổ thông đương nhiên là có lòng tin không nói đối phương chân thực tu vi rất có khả năng vượt qua đại tế thiên nhưng tính chỉ là cảnh giới này mà mã gia lão tổ cũng chỉ là ngụy tế thiên cũng không phải là không thể ngang hàng bất quá cổ thông làm sao biết chính mình đang điều tra thân thế còn nói là ngẫu nhiên gặp hiển nhiên không phải a à, rõ ràng theo hắn một đoạn thời gian được thạch hạo cũng không có vạch trần chỉ là nhẹ gật đầu hai người xuất phát đi tới mã gia thời điểm bọn hắn đi tới mã gia lại kinh ngạc phát hiện đối diện có một già một trẻ cùng nhau mà đến lão đầu đầy hoa dâm thần thái sáng láng nhìn bề ngoài mười phần nguy hiểm bọn hắn đồng thời dừng ở cửa ra vào của mã gia trả thù cổ thông hỏi lão giả tóc trắng nhìn cổ thông một chút lộ ra một vẻ nghi hoặc bởi vì hắn không cách nào xem thấu tu vi của cổ thông hắn có chút do dự mới nói ha ha thay đổi nhi đến đòi cái công đạo được vậy các người đến trước chúng ta chỉ cần một giọt máu không vội Cổ thông cười nói, một bộ rất hiểu lòng người. Chương 510, trả thù. Lão giả tóc trắng lại nhìn cổ thông một chút, lúc này mới gật đầu, nói cửu nhi, đi thôi. Vâng, sư phụ, người trẻ tuổi cung kính thi lễ một cái, ánh mắt nhìn thạch hạo một cái, sau đó xoay người lại, bước vào cửa lớn. Lúc này, sáu tên thủ vệ đều một mặt không hiểu. Bốn người này đều là người điên sao, lại dám chạy đến mã ra đòi báo thù. Đây là bảy sao thế lực đấy, vô địch tại Tây Nham Đại Lục, các người nghĩ mình đang đi nhà hát sao? Tự tìm cái chết, lập tức có hai tên thủ vệ vọt ra, hướng về người trẻ tuổi kia đánh tới. Xeo, thân hình người trẻ tuổi kia giật động một cái, mà khi hai cánh tay ngưng lại thì đã cầm trong tay hai quả tim vẫn còn đang đập, mà hai tên thủ vệ thì ngược hiện ra một lỗ máu, ngã xuống đất. Người trẻ tuổi tiện tay ném đi, đem hai trái tim vứt bỏ, sau đó hướng về bốn tên thủ vệ còn lại nhìn nhìn. Ánh mắt như kiếm, để bốn người kia vô thức lui về sau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi còn muốn chạy người trẻ tuổi cười lạnh thân hình nhảy ra nhanh chóng động thủ lúc hắn ngừng lại trong tay lại có bốn trái tim hắn lại vứt sang một bên bành, bành 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 bốn tên thủ vệ toàn bộ ngã xuống trái tim cũng bị móc ra đã chết rồi người trẻ tuổi kia máu tươi đầy tay hắn lại không để ý chút nào lại quay đầu nhìn về thạch hạo ý muốn khiêu khích rõ ràng người có thể làm được không người trẻ tuổi kia quả thật có chút mạnh nhưng cũng chỉ là quan tự tại mà chỉ cần cảnh giới tương đương, Thạch Hạo tự tin vô địch. Bởi vậy, Thạch Hạo chỉ cười một tiếng, không có để ý tới. Oanh, nhưng mã phủ lại sôi trào, có người dám chạy đây nháo sự sao? Bọn chính là bảy sao thế lực nha. Lập tức, một người vọt ra, vẻ mặt vô cùng tức giận. Giúp các người đi sớm một chút, người mã ra cũng không chỉ là nhằm vào một già một trẻ kia, mà Thạch Hạo cùng cổ thông cũng đem bao quay lại. Thạch Hạo cười khoát khoát tay, không nên hiểu lầm, chúng ta là chúng ta, bọn hắn là bọn hắn, cũng không có quan hệ gì. Người mã ra cười lạnh, không có quan hệ, vậy các sông vào mã ra làm gì? Xem náo nhiệt sao, hư, chuyện của mã ra mà loại như các người có thể nhìn. Bất quá, người đã nói không có quan hệ, vậy trước tiên giải quyết hai người kia. Nói tên ra, một tên người mã ra đi ra, đã dám đến làm càn, vậy thì xưng tên ra đi. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, ai có thể đánh bại ta, ta sẽ nói tên cho hắn. Ha ha, Người mã ra cười lạnh, chạy đến thế lực bảy sao nói như thế, đầu óc chắc chắn bị nước vào rồi. Tốt, để ta đánh bại người. Vừa mới nói xong, người mã ra kia vào tới, đánh một trường thẳng tới người trẻ tuổi. Phốc, người trẻ tuổi tiến lên nghinh tiếp, trực tiếp đưa tay bắt một cái, khi rút tay lại thì người kia đã mất đi đầu lâu, máu tươi phun ra ngoài, để trên người hắn đầy máu tươi. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ai cũng nổi giận đùng đùng. Quá phách lối, dám ở mã ra giết người phải biết, trước đó người trẻ tuổi kia mặc dù đã mở sát giới, nhưng sáu tên thủ vệ kia cũng không phải là người mã gia tộc, cho nên người mã gia chỉ cảm thấy bị khiêu khích, còn lâu mới có thể tức giận giống như bây giờ. Chết đi, có năm người đồng thời chạy ra, đánh tới người trẻ tuổi. Nhưng mà, người trẻ tuổi kia thân hình lại khẽ động, năm người kia lại ngã xuống đất, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một đám phế vật, người trẻ tuổi cười lạnh, chủ động đánh ra công kích, vọt vào bên trong đám người mã gia, triển khai giết chóc hắn là quan tự tại, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là chín tướng cũng không phải đối thủ của hắn, nhiều lắm chính là chịu được mấy chiêu mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị lấy đầu. Mấy chục người ngã xuống đất, giết đến bọn người mã ra từ phẫn nộ chuyển sang sợ sệt. Lúc này, cao thủ của mã ra đã ngồi không yên, cường giả chú vương đình, bổ thần miếu toàn bộ xuất hiện, chỉ có lão tổ mã ra vẫn còn án binh bất động. Người trẻ tuổi, thật đúng là to gan lớn mật, một tên chú vương đình đi ra, người trẻ tuổi cười một tiếng, hỏa từ miệng và ra bệnh từ miệng mà vào cẩn thận mất mạng lúc nào không hay. A, à, người sao? Cái kia chú Vương Đình lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi lắc đầu, không cần ta ra tay. Nói gì không hiểu. Cái kia chú Vương Đình ra tay, hướng tới người trẻ tuổi đánh tới. Ta họ Mã, gọi Mã Cừu. Người trẻ tuổi không tránh không né, chỉ từ tốn nói. Cái kia chú Vương Đình dừng lại, can sát người trẻ tuổi kia. Một lúc sau, hắn sợ hãi, chỉ vào người tuổi trẻ, ngươi là nhiệt tử kia mã Cửu hừ một tiếng các ngươi không phải nói ta là đứa chẳng lành sao vậy hôm nay ta liền đem chẳng lành dẫn tới a à, thạch hạo kinh ngạc nghe người nói rõ ràng hắn chính hải nhi bị bỏ rơi 20 năm trước của mã gia vậy còn ta thì sao thạch hạo sờ sờ cái cằm đã chính chủ đã hiện thân hắn hiển nhiên không cần lưu lại nơi này mã gia có chút phẫn nộ có chút mờ mịt có chút lại kiêng kỵ năm đó hắn cũng không gọi mã Cửu, mà do hắn đổi ý nghĩa rất rõ ràng, đến đây để báo thù. Nhưng mà, hắn cũng là con trai của lão tổ tông, không có lão tổ tông mở miệng, ai dám hạ sát thủ. Bắt lấy hắn, một tên bổ thần miếu mở miệng, được, người chú vương đình kia gật đầu, lần nữa ra tay hướng tới mã cừu. Người muốn làm cái gì với đệ tử của lão phu, lão giả tóc trắng mở miệng, ong, một cỗ khí thế dương động, lập tức để tên chú vương đình kia ngã nhào xuống đất. Cái gì, người mã ra ai cũng chấn kinh, một đạo khí thế liền có thể đem chú Vương Đình Trấn nằm xuống, thực lực này cường đại tới cỡ nào. Người này là bổ thần miếu, thậm chí, đại tế thiên, thạch hạo chỉ cảm thấy không thú vị, nói cổ đại ca, chúng ta đi thôi. Đừng nóng vội, kịch thú vị như thế, không xem xong lại đi chẳng phải là lãng phí. Cổ thông lại biểu hiện 10 phần bát quái. a à, đã nói làm đại sự, người không phải muốn núi liền tiên lộ, tại sao lại quan tâm tới nháo kịch này. Đã như vậy, vậy thì xem chút lại đi. Thạch Hạo lấy ra hai cái ghế, đưa một cái cho cổ thông, hai người ngồi xuống, cổ thông lại thuận tiện lấy ra một túi hạt dưa, đưa cho Thạch Hạo. Chính là đã thành quần chúng, mà cả hai bên, chẳng những mã ra mà hai người già trẻ kia cũng đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang. Hắn đến báo thù, không có nghĩa là để người khác xem như diễn kịch, xem như một kịch. Hừ, trước tiên giải quyết tự oán, sẽ giải quyết hai người này. Đạo hữu như thế đại giá Quang Lâm, còn tha thứ lão phu không có từ xa nghênh đón một âm thanh vang lên, sau đó liền thấy một tên lão giả tinh thần sáng quắc đi tới, hắn phảng phất tự như trí cao tại thượng, làm gãy lòng người. Lão tổ, lập tức, người mã gia đều bái phục hành lễ, lão giả này chính là của mã gia, tu vi ngụy tế thiên. Bất quá, nghe được lão tổ xưng người kia là đạo hiếu, khiến bọn hắn đều run lên, chẳng lẽ lão giả này cũng là đại tế thiên sao? mười 511, giết cha, lão giả tóc trắng cười một tiếng, không cần đa lễ, lão phu hôm nay đến chính là đòi công đạo cho tiểu đồ muốn giết một cái máu chảy thành sông cho nên thật không cần khách sáo nghe nói như thế mọi người càng thêm giận dữ ngươi cũng quá khoa trương mọi người là đại tế thiên người nào lại yếu hơn người nào còn chưa biết rõ người đã mói như vậy chắn chắn rồi nhưng một số người biết chân tướng thì lại nhíu mày lão tổ cũng không có tế thiên thành công nhận lực lượng thiên địa quán chú chỉ có thể nói là ngụy tế thiên cho nên nếu như lão giả này tế thiên thành công Chiến lược khẳng định nghiền ép hết thảy ngụy thế thiên. Thật muốn đánh lên, lành ít giữ nhiều, Mã Gia Lão tổ lộ ra một vẻ buồn bực, đạo hiếu, oan gia nên giải không nên kết, huống hồ, đây là việc riêng của Mã Gia chúng ta, ta cùng hắn chung quy là người cùng huyết mạch, người vẫn đừng nhúng tay vào làm gì. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, nhìn về phía Mã Cửu, nói Cửu Nhi, người nói thế nào? Ngày đó Mã Gia vứt bỏ ta, ta cũng đã đoạn tuyệt tất cả quan hệ với gai tộc này. Mã Cửu kiên quyết nói ha ha, lão giả tóc trắng phát ra cười quái dị, ngươi xem, đồ nhi của ta căn bản không thừa nhận ngươi là cha hắn. Cầu nhi, dưới chú vương đình cho ngươi, những người khác để cho vi sư, chúng ta chơi một chút lại về. Tốt, mã cửu gật đầu, trên mặt hiện rõ vẻ kích thích. Mã ra lão tổ trong lòng hơi động, đột nhiên nói, ngươi là huyết đao đồ phu lâm huy. Cái gì, phía dưới người mã ra nghe xong đều hoảng sợ, bọn hắn tự nhiên đều đã nghe nói tới người này, đó chính là một cái hung nhân trói lọi. Người này không môn không phái, tính cách cổ quái, ra tay từ trước tới giờ đều không hề lưu tình, không biết đắc tội bao nhiêu người. Nhưng hắn lại là ngạnh sinh giết tới đại tế thiên, dùng cuộn giết thành đạo, để mọi đều gọi huyết đao đồ phu. Nhưng mà, thời điểm hơn 20 năm trước, hắn đột nhiên mai danh ẩn tích, mà qua nhiều năm như thế, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn thọ hết chết già, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện, hơn nữa còn thu mã cừu làm đồ đệ. Nghĩ đến, hắn bởi vì cái gì đó nên muốn đi ẩn cư lại vừa vặn gặp Mã Cửu, đem hắn thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, 20 năm sau, mang theo tên đệ tử này đến đây trả thù. Xong đời, một khi bị huyết đao đồ phu để mắt tới, vậy khẳng định thây ngang khắp đồng, tuyệt không có khả năng thay đổi. Tất cả mọi người nhìn về phía lão tổ, hiện tại chỉ có thể xem lão tổ tông, nếu là lão tổ tông không địch lại huyết đao đồ phu, vậy hôm nay mã Gia liền muốn xong đời. Đừng nhìn mã Gia là bảy sao thế lực, đứng đầu Tây Nham Đại Lục, nhưng gặp phải đối thủ cường đại, hủy diệt cũng là chuyện vài phút. Tốt, biết liền tốt, Lâm Uy giết ra, oanh, một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động, dường như vô biên vô tận trải khắp mã ra. Lĩnh vực, Thạch Hạo trong lòng hơi động, hướng về cổ thông hỏi. Cổ thông gật đầu, không sai, người có thể cẩn thận xem một chút, lão đao nhi này tu ra lĩnh vực cũng không bao lâu, còn có rất nhiều không đủ, người tham khảo một chút, lợi ích đối người cũng không nhỏ. Thạch Hạo như thế thiên tài, hắn đương nhiên không cần dập khuôn người khác, nhưng nếu là nhìn xem chỗ thiếu sót người khác, ngược lại có thể cho hắn ý tưởng cùng kinh nghiệm, để hắn đỡ phải tự mình mày mò. Cổ thông chính là biết điểm ấy, cho nên mới sẽ để hắn lưu lại quan sát sao. Cũng đúng, cổ thông mặc dù lại nhảy, nhưng hẳn không phải là người không đáng tin cậy. Bất quá, nhìn cổ thông lại một bên gặm lấy hạt dưa, một bên rất kích thích xem trò vui, thạch hạo không khỏi lại lần nữa suy nghĩ. Đối mặt Lâm Huy, mã gia lão tổ đương nhiên không dám khinh thường, vội vàng tiến lên ninh tiếp hắn mặc dù không thể tế thiên thành công có thể thoát thai hoán cốt nhưng dù gì cũng tu ra lĩnh vực dùng lĩnh vực đối lĩnh vực điểm ấy hắn không rơi vào thế hạ phong đáng tiếc là lâm uy lại là tế thiên thành công chiến lược mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm hắn không có chút nào khoa trương chẳng những đỡ được mã ra lão tổ chính là cái khác bổ thần miếu chú vương đình cũng là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay nghĩ bóp nát liền bóp nát mã ra lão tổ căn bản ngăn không được mã cửu cũng triển khai đồ sát mã ra lập tức biến thành địa ngục nhân gian, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Không có người nào thoát khỏi, bên trong lĩnh vực của Lâm Huy, hắn chính là thần linh, nhất niệm động liền có thể đem người chế trụ trừ phi cấp độ thực lực cùng hắn tương đương, mới có thể đối kháng, hoặc là áp chế. Đáng tiếc, nơi này không người làm được, mã ra lão tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh, hắn phẫn nộ gào thét, sớm biết, khi đó liền không nên mềm lòng, mà muốn đem cái kia nhi tử giết chết. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Không bao lâu, mã ra cơ hồ không có người sống, khắp nơi đều là máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, huyết đao đồ phu cuối cùng lấy ra binh khí thành danh, một cái đại đao xẹt qua, chém vào ngực mã ra lão tổ, để mã ra lão tổ liền ho ra một búng máu, lại không có sức phản kháng. Đồ nhi, một kích cuối cùng giao cho ngươi, hắn nói, mã cửu đi tới, không chút do dự đưa tay ra. Nhiệt tử, ta là ngươi, phốc, mã ra lão tổ một câu nói còn chưa nói hết, Đầu đã đã bị sinh sinh hái xuống. Mã Cửu tiện tay đem đầu cha ruột ném đi, vẻ mặt lạnh lùng, không một chút biến sắc. Lòng dạ độc ác, cũng thật sự là bạc tình bạc nghĩa, dù sao cũng là cha ruột của mình a. À. Huyết Đao Đồ Phu, quả nhiên danh bất hư truyền, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, nhất định giết chóc ngập trời. Lâm Uy nhìn xem cổ thông, toát ra một vệt sát ý, nhưng cũng có chút khiêng kỵ. Hắn giết người thành tính, chưa hề biết nhường đường, thế nhưng người trung niên này lại là cho hắn một loại cực cảm giác cổ quái để hắn sinh ra kiêng kỵ, cân nhắc liên tục. Hắn cuối cùng là đè xuống sát cơ trong lòng mà lại cười một tiếng, nói: "đạo hiếu, không bằng để hai tiểu gia hỏa này so tài một chút." Mã Cử lập tức ánh mắt sáng lên, hắn sớm không nhìn vừa mắt Thạch Hạo, chỉ là ngay cả sư phụ cũng kiêng kỵ cổ thông, để hắn cũng không dám mở miệng khiêu khích. Nhưng bây giờ có sư phụ, tình huống lại khác biệt. Đây không phải là đang khi dễ hắn sao? Cổ Thông lắc đầu. Nhìn về phía Mã Cửu mang theo ánh mắt thương hại. Ngó, Mã Cửu giận dữ, hắn mặc dù được xưng là người chẳng lành, nhưng trên thực tế võ đạo thiên phú của hắn vô cùng kinh người, nếu không cũng không có khả năng được huyết đao Đồ Phu Thu làm đệ tử. Cho nên bị khinh thị như thế, hắn đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Vậy thì đến so tài một chút, hắn cắn răng nói, hắn đã biết, có thể làm cho sư phụ đều kiêng kỵ, người trung niên này thực lực khẳng định sâu không lường được, dù hắn không thể trêu vào nhưng tiểu bối đối tiểu bối, hắn cũng không tin bắt không được Thạch Hạo. Thạch Hạo không quan trọng, đi ra mấy bước, người muốn kiên cường, không nên bị ta đánh khóc. Mẹ nó, mẹ nó tức, khinh người quá đáng, mã cừu kém chút tức điên, tên tiểu bối này cũng không coi ai ra gì. Hắn lại không thể nhẫn nại, hướng Thạch Hạo xông qua. Thạch Hạo cũng thét dài một tiếng, banh, hai người đấu một cái, Thạch Hạo lập tức bị đẩy lui trở về, mà mã cừu chẳng những không có lùi lại, còn nhân cơ hội giết tới. Hắn lộ ra vẻ khinh thường, lực lượng kém hắn nhiều như vậy, ở đâu ra lực lượng phách lối? Ta muốn đánh người thành đầu heo. Chương 512, đánh với Mã Cừu. Thạch Hạo thở dài, lực lượng của hắn thật sự không thể so sánh với Mã Cừu. Trên thực tế, bình thường hắn có thể áp chế mấy cái chín tướng thường, nhưng vấn đề, thế gian cũng không phải chỉ có một mình hắn là thiên tài dù không yêu nghiệt như hắn, nhưng vượt qua người bình thường thì kể bao nhiêu cũng không hết. Vô luận như thế nào, Thạch Hạo cũng chỉ mới hai tướng không thể nào thay đổi sự thật nhưng trong một trận chiến lực lượng chỉ là một yếu tố cảnh giới càng cao tầm quan trọng của lực lượng lại càng nhỏ hắn cười nhạt một tiếng mở ra lĩnh vực nhắm thẳng vào mã cừu mà đánh bên trong lĩnh vực của hắn thạch hạo chính là thần mã cừu lập tức phát hiện công kích của thạch hạo đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ lăng lệ mỗi một kích đều nhắm thẳng vào chỗ phòng thủ yếu nhất của hắn từ đó đem tranh lệnh thực lực bù đắp lại Mỗi một chiêu đều nhắm thẳng điểm yếu của Mã Cừu, khiến cho hắn tay chân rối loạn, chỉ có thể rút lui trở về phòng thủ. Cảnh chiến đấu của hắn vô cùng đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dù là thực lực không bằng nhưng lại có thể bù đắp dễ dẫn tới cân bằng, thậm chí Thạch Hạo dần dần chiếm thế thượng phong mà Mã Cừu chỉ có thể phòng thủ. Cái này chính là ưu thế của lĩnh vực, Mã Cừu không hiểu, vì cái gì đối thủ có thể nhạy cảm như thế, tay của mình mới khẽ động, chân mới vừa nhấc, đối phương cũng đã phát giác ý đồ của hắn, sớm có kế sách đối phó. Đây còn làm sao đánh? a à, Lâm Huy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, trong lòng hiện lên một ý nghĩ, nhưng hắn cũng không dám tin. Lĩnh vực A, đây là năng lực mà Đại Tế Thiên mới có thể nắm giữ, làm sao có thể xuất hiện trong tay một tên quan tự tại Lại đánh mấy chiêu, mã cử cuối cùng đã biến chiêu. Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn dù lực lượng mạnh bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào phát huy, mà hơn nữa còn bị thạch hạo áp chế. Nhưng không sao, quan tử tải cũng không chỉ có sức mạnh. Ông, một cái đại đao chậm rãi xuất hiện trên đầu mã cừu. Pháp tướng, đệ tử của huyết đao đồ phu, cho nên pháp tướng cũng có liên hệ với huyết đao đồ phu, thậm chí, hắn quan tưởng lại là thanh đao của Lâm Huy. Lập tức, hung uy tràn lan, hoàn toàn có thể dọa mấy người tới ngã. Mã cừu lộ ra vẻ cao ngạo, hắn là chín tướng, mà chín đạo pháp tướng không chỉ là chín thanh huyết đao, hơn nữa còn đem chín thanh huyết đao dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh huyết đao, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Hắn tin tưởng, chỉ cần tương đồng cảnh giới, hắn có thể chém hết thảy mọi thứ. Chín tướng kết hợp, thạch hạo sinh ra hứng thú, nhưng lĩnh vực của hắn liền phát hiện, kỳ thật cái huyết đao này chỉ là chín đạo pháp tướng chắp phá, nhìn như dung hợp lại với nhau, nhưng thật ra vẫn là chín đạo, cũng đồng dạng với hoàng kim cự giáp mà thôi. Nhưng mà, trong lòng của hắn khẽ động, thầm nghĩ sau khi mình tu ra 10 tướng, có thể cân nhắc đem 10 tướng kết hợp lại với nhau không? Vũ trụ sao trời chư tướng, không có khả năng một hợp lại. Nhưng mà, hắn có thể đem 10 tướng dung hợp làm một thể, chính là một cái thiên địa hoàn chỉnh. Một bộ chư thiên tinh thần đồ. Không sai không sai, thạch hạo ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng vào lúc này, huyết đao đã chém tới. Oanh, sức mạnh kinh khủng bật ra, so với Hoàng Kim cự nhân mạnh hơn gấp 3, 4 lần. Nếu tính mã cử cùng chính bảng, hắn chắn chắn có thể đứng trong top 10. Thạch Hạo đưa tay, hướng tới huyết đao cản lại. Cuồng ngào, Mã Cửu cười lạnh, ngươi thật đúng là phách lối, lại muốn tay chặn pháp tướng của hắn hay sao? Ngươi không biết pháp tướng của ta có thể trả mọi thứ trên đời sao? Tốt, toại nguyện cho người. Oanh, huyết đao chém tới. Một tiếng vang trầm, huyết đao xinh xinh bị nâng lên. Mã Cửu mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Thạch Hạo, tay của đối phương. Không hề có một chút tổn thương, làm sao có thể chứ? Hả? Lâm Huy nhướng mày, hắn là đại tế thiên, chẳng những có thể tiếp xúc quy tắc, thậm chí còn có thể phỏng đoán quy tắc, nghiên cứu quy tắc mới có thể hình thành một cấp độ chiến lược mới. Cho nên hắn vừa nhìn đã thấy có một tầng vô hình đem tay Thạch Hạo bao lại trong đó, chính là quy tắc. Mặc dù cái này rất nông cạn, nhưng chắc chắn là quy tắc. Hắn chấn kinh, chỉ là quan tử tại vừa mới đạp ngưỡng cửa này thôi, tầm nhìn vô cùng hạn chế, làm sao có thể như Thạch Hạo đem quy tắc quấn trên tay? lại thêm hoài nghi trước đó của hắn, thậm chí Thạch Hạo chính là một tên đại tế thiên. Nhưng mà trên đời có đại tế thiên trẻ như vậy sao? Nhìn Thạch Hạo, hắn có thể khẳng định, Thạch Hạo cao lắm cũng 20 tuổi mà thôi. Tuổi tác dù là đặt ở Nam Mộc Đại Lục, dù cho một thế lực đứng đầu đại lục, bồi dưỡng ra được đạo tử thánh nữ cũng nhiều lắm là chính là chú Vương Đình mà thôi, làm sao nuôi ra được đại tế thiên chứ? Chính vì vậy, hắn mới không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thạch Hạo khe khẽ rung lên, đem huyết đao đánh bay, đây chỉ là pháp tướng, gặp quy tắc, lực lượng bao nhiêu cũng là bình thường. Liền chút ấy năng lực thôi sao? Thạch hạo nói, lộ ra 10 phần thất vọng, thế mà ghét bỏ đối thủ yếu, đây là nhục nhã cỡ nào? Mã cừu đã tức đến giận dữ, thân hình giết ra, huyết đao cũng chém tới, người cùng pháp tướng đều động, chiến lực lập tức tăng thêm một bậc. Thạch hạo mở ra lĩnh vực, tránh né công kích của mã cừu, cho dù không tránh né, lấy thể phách của hắn chống đỡ, dù cho thêm hai mã cừu, loại này cùng không thể khiến hắn bị thương. Huyết đao pháp tướng, hắn dùng quy tắc đón lấy, dễ như lấy đồ trong túi. Mã cừu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chiến lực mở hoàn toàn, lại ngay cả pháp tướng, Thạch Hạo đều không dùng. Quả thực mất mặt, đem pháp tướng của người đánh ra, hắn quát to, hắn không biết Thạch Hạo dùng thủ đoạn gì, mới để cho nhục thân có thể chống đỡ uy chấn của huyết đao, nhưng mà, hắn tin tưởng pháp tướng của đối phương hẳn định không có năng lực như vậy. Cho nên pháp tướng đối pháp tướng, hắn nhất định đánh vỡ pháp tướng của Thạch Hạo, mà khi pháp tướng bị hủy, đối thủ liền sẽ nhận đả kích, khiến cho linh hồn bị thương, chiến lực rơi xuống, hắn liền có thể thắng được. Thạch Hạo cười một tiếng, lúc đầu không muốn khi dễ ngươi, nhưng ngươi lại yêu cầu, vậy liền cho ngươi xem một chút. Ngươi thật sự là cuồng vọng, Mã Cửu cắn răng nói, ong, quả cầu đá hiện ra, đứng trước mặt Thạch Hạo nhẹ nhàng xoay quanh. Mã Cửu kinh ngạc, đây chính pháp tướng của người, chỉ bình thường như vậy, hắn giật mình, khó trách Thạch Hạo không có đem pháp tướng lấy ra, bởi vì cái pháp tướng này quá yếu, dù lấy ra đánh nhau thì có tác dụng gì chứ, dứt khoát không cần, ngược lại có thể lộ ra cao thâm mặt chắc. Ha ha, hắn cười lạnh, huyết đao dương động, chém tới quả cầu đá. Ngươi đã từng nghe một câu nói, Thạch Hạo từ tốn nói, bành, huyết đao sau khi chém đến, không có xuất hiện tình huống như mã cừu dự đoán, ngược lại huyết đao của hắn bị hủy, ban đầu là hóa thành chín thanh đao, sau đó chín thanh đao đồng loạt vỡ vụn, hóa thành ức vạn đạo mảnh vỡ. Chính là lấy trứng trọi đá, thạch hạo lại ung dung nói ra, cái gì, mã cửu thổ huyết, vẻ mặt không thể tin nôi. Hắn muốn phá phá vỡ pháp tướng của thạch hạo để kích thạch hạo, không nghĩ tới, chính là pháp tướng của mình bị hủy, khiến linh hồn hắn bị thương, ảnh hưởng đến bản thể. chương 513, Thiên Cung Học Viện, đừng nói mã cửu, Lâm Huy cũng rất bất ngờ. Hắn nhìn quả cầu đá, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, bằng vào kiến thức của hắn cũng hoàn toàn không cách nào phân biệt, cái pháp tướng này là gì đá bình thường nói đùa cái gì cổ thông thì trên mặt nụ cười không phải chỉ có mình hắn bất ngờ hơn nữa hắn hiện tại đã biết đáp án nhưng người khác không biết để bọn hắn vào đầu bứt tai hiếu kỳ chết bọn hắn cái này chính là một tiết mục thú vị mã cừu còn muốn tiếp tục đánh lại bị lâm uy nhấn xuống cừu nhi người pháp tướng bị hủy đã thua hắn từ tốn nói sư phụ đệ tử để ngươi mất thể diện cả khuôn mặt mã cừu đỏ bừng hiện ra biểu lộ xấu hổ. Hắn rõ ràng lực lượng cao hơn, hơn nữa là chín tướng, nhưng lại để thua thạch hạo. Lâm Uy cười một tiếng, thất bại lần này, cũng để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau này sẽ không kiêu ngạo tự mãn, đây cũng là một chuyện tốt. Mã cửu khuôn mặt như cũ đỏ bừng, lần này, lòng tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo thật sự bị đả kích nặng nề. Tại Tây Nham Đại Lục, người vẫn không thể xưng bá cùng dai, huống chi là nhân tài đông đúc, nếu tới Nam Mộc Đại Lục thì sao? Lâm Huy tiếp tục nói, cho nên, lần này đi thiên cung học viện, người nhất định phải thu hồi ngạo khí, không thể tiếp tục cao ngạo tự mãn. Vâng, Mã Cửu gật đầu, cổ thông cười một tiếng, hỏi thiên cung học viện là cái gì? Lâm Huy nhìn lại, nói, Nam Mộc Đại Lục liên thủ xây dựng thiên cung học viện, tuyển nhận thiên tài bốn phía tiến hành bồi dưỡng. Cổ thông vỗ vỗ vai Thạch Hạo, Thạch Lão Đệ, người nên đi nhìn xem một chút. Được, Thạch Hạo gật đầu, hắn vốn là muốn đi Nam Mộc Đại Lục, nhưng đã có thiên cung học viện, vậy đi cũng không sao đúng lúc coi đây là tua vòi tìm hiểu nam mộc đại lục một chút hơn nữa nếu thiên cung học viện tuyển chọn thiên tài bốn bể vậy chỉ cần ở trong đó nhận biết mấy người liền có thể thành lập nên mạng lưới quan hệ rộng lớn lại muốn dò xét thân thế của mình liền dễ dàng đi cổ thông đem thạch hạo cầm lên tung người nhảy một cái banh lập tức phóng lên trời trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa quả nhiên lâm Huy nhìn xem cổ thông biến mất sắc mặt phi thường ngưng trọng sư phụ trên Tây Nham Đại Lục thế mà còn có một cái đại tế thiên cường giả như vậy sao?" Mã Cửu Kinh ngạc hỏi, mặc dù trên Tây Nham Đại Lục cường giả đại tế thiên cũng có mấy chục, nhưng mỗi một vị đều là thanh danh hiển hách, ai ai không biết. Như đại tế thiên này, quá xa lạ, Lâm Uy chậm rãi lắc đầu, hắn không phải đại tế thiên. A, à, rõ ràng có thể phi hành a, còn không phải đại tế thiên." Mã Cửu suy một chút lại nói, hắn chẳng lẽ đã trèo lên thánh vị, thậm chí cường giả tiếp thiên lộ? ít nhất cũng trèo lên thánh vị. Lâm Uy nói, có thể làm cho vi sư cũng không cách nào cảm nhận sâu cạn, chỉ có bản năng cảm giác người này không dễ chọc, cảnh giới nhất định hơn cả vi sư. Còn tốt, lúc nãy vi sư nhịn được, không có xuất thủ. Mã Cừu cũng là sợ không thôi, mặc dù đại tế thiên như bức, sinh mệnh cấp độ đều đã phát sinh biến chất, nhưng mà, càng là như vậy, từ đại tế thiên đi lên, mỗi cái cảnh giới liền tranh lệch càng lớn. Trèo lên thánh vị, đại tế thiên chính là cặn bã. Còn tốt, đây là nhặt được cái mạng. Sau khi hiểu rõ, hắn thua Thạch Hạo cũng không có sỉ nhục, dù sao người ta có một vị thánh vị chỉ điểm, cho nên nếu thua hắn, người ta cũng có thể tức quá đem sư đồ hắn thủ tiêu hay không. Nhưng mà, chỉ cần hắn tiến vào thiên cung học Việt, mọi người liền có thể được cường giả thánh vị thậm chí tiếp thiên lộc hướng dẫn, cạnh tranh công bằng, hắn không tin sẽ còn thua Thạch Hạo. Lần này pháp tướng của người bị đánh nát, cũng chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Lâm Uy nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, người lại lần nữa ngưng huyết đao pháp tướng, đó mới là đồ đạc của người, mà không chỉ quan sát vi sư, mô phỏng theo vi sư. Như thế, người mới có khả năng vượt qua vi sư. Mã cửu nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu cảm ơn sư phụ dạy bảo. Thù đã báo, hiện tại, người suy nghĩ thông suốt, không lo lại tâm ma vây khốn, vi sư liền đưa người đi Nam Mộc Đại Lục. Lâm Uy cười nói, ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn Mã Cửu. Mã Cửu một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mau chóng bước vào đại tế thiên, đánh bại trương vô lệ. Người có tâm là được rồi, Lâm Uy cười nói, thời điểm gặp đệ tử, hắn cũng không phải là huyết đao đồ phu, mà chỉ là một cái lão nhân hưởng thụ niềm vui gia đình. Hắn kéo mã cửu lên, cũng phá không mà đi, cổ thông mang theo thạch hạo bay nhanh, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn mang theo thạch hạo trực tiếp bay qua hải dương vô tận, tới thẳng nam một đại lục. Biển cả bao la, sóng biếc vạn dặm, vô biên vô hạn, chỉ có từng tòa hòn đảo tô điểm trong đó như minh châu trong biển xanh qua à, khi bọn hắn bay qua một tòa hải đảo chỉ thấy một đầu chim lớn vỗ cánh mà lên hướng về bọn hắn truy kích đây thật là một đầu chim lớn hai cánh phát động chừng ngàn trượng một số hòn đảo cũng không to như thế đâu toàn thân lông vũ màu đỏ bao phủ như liệt diễm đang cháy con chim bay nhanh khoảng cách không ngừng rút ngắn không bao lâu nữa đã có thể đuổi kịp tới cổ thông ngừng lại cứ như vậy đứng tại không trung Thạch lão đệ, có muốn ăn gà nướng hay không? Hắn hỏi, thạch hạo, sau một canh giờ, bọn hắn đang ngồi trên một hòn đảo, ăn gà nướng. Đầu chim to ngàn tượng lại bị cổ thông đem luyện hóa chỉ to đến như con gà bình thường. Để thạch hạo ôm lấy thịt chim ra sức gặm, thạch hạo cắn một cái, chỉ cảm thấy thịt chim trơn mềm, nhưng lại không mất co giãn, hương vị cực kỳ thơm ngon, để hắn không tự chủ liền gặm mấy cái. Dù hắn lòng ham muốn không bỏ, cũng chỉ ăn một phần ba chim cánh liền ngừng lại, đem phần còn lại thu vào hắc linh giới, chờ đói bụng lại ăn tiếp. Hắn sức ăn không nhỏ, nhưng chủ yếu là năng lượng tích chứa trong thịt chim quá lớn, hắn không thể một lúc tiêu hóa nhiều năng lượng như vậy. Dù sao, hung thú này cũng cấp bậc đại tế thiên đấy. Cổ Thông không quan tâm, rất nhanh liền đem cánh chim ăn sạch sẽ, còn đem phần lại ăn đến không còn chút thịt dư. Hắn ở một cái, sang một bên nghỉ ngơi, một lát sau, bụng bắt đầu tiêu hóa thịt chim, Thạch Hạo bắt đầu luyện bá thể thuật. A à, người thế còn luyện bá thể thuật cổ thông nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc thạch lão đệ trên người người quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật bất quá không đợi thạch hạo giải thích hắn liền cười cười mỗi cái thiên tài trên người đều có bí mật của mình người chính mình biết là được rồi chương 514, pháp tướng thứ ba kỳ lạ luyện bá thể thuật một hồi thạch hạo vẫn cảm thấy năng lượng dồi dào trong cơ thể giống như muốn nổ tung hắn vốn đã đạt đến hai tướng đỉnh phong chỉ kém một tia liền có thể xung kích ba tướng hiện tại ăn thịt hung thú cấp bậc đại tế thiên, tự nhiên đã đem hắn đẩy tới bình chướng. Cảnh giới không ra, năng lượng trong cơ thể hắn liền không cách nào giảm bớt. Thạch Hạo quyết định lập tức xung kích ba tướng, Nguyệt Doanh, hắn kêu lên trong thức hải, được rồi, người cái chủ nhân tai họa ngàn năm, vì cái gì còn sống chứ? Nguyệt Doanh như cú ác nghiệp, nhưng lập tức dẫn dắt Thạch Hạo linh hồn, xèo một cái, tiến vào vô tận tinh không. A, à, cổ thông kinh ngạc, hắn phát hiện Thạch Hạo chỉ còn lại cái xác không, rõ ràng thân thể còn đó lại cho hắn một loại cảm giác đối phương đã mất đi linh hồn có ý tứ thật có ý tứ hắn lộ ra nụ cười vị tiểu lão đệ này sao ta tưởng tượng còn rất nhiều bí mật a à. nhưng mà đây là chuyện tốt muốn hoàn thành hành động vĩ đại như thế bằng vào một người có thể không cách nào làm được phi 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 ta làm sao có thể làm không được miệng quả đen miệng quả đen nguyệt doanh mang thạch hạo phi hành quả thực không quan tâm khoảng cách vô tận tinh hà bị ném ra phía sau nếu như thạch hạo bây giờ còn có thực thể chắc chắn bị nôn mửa liên tục phía trước một mảnh trống không nhưng nguyệt doanh lại ngừng lại a à, lần này không phải tìm hố đen sao thạch hạo hỏi đây chính là hình thái thứ ba của mặt trời chỉ có loại cực lớn mặt trời mới có tư cách diễn hóa ra hố đen tại trạng thái này bất kỳ cái gì vật chất tới gần đều sẽ bị nghiền vỡ nát đây chính là lực lượng cuồng bạo nhất vũ trụ vạn vật không còn cái gì có thể kinh khủng hơn hố đen ngươi cho rằng cai gọi hố đen chính là một cái động màu đen sao? Nguyệt Doanh tràn đầy khinh bỉ nói, chẳng lẽ không phải, Thạch Hạo hỏi lại, dĩ nhiên không phải, Nguyệt Doanh lắc đầu, chỉ là bởi vì hố đen phân tách hết thảy vật chất, lại không cách nào dễ dụa, dù là ánh sáng cũng vậy, mới có thể được gọi là hố đen. Được rồi, vậy ý của ngươi, trước mắt ta chính là hố đen đúng không? Thạch Hạo hỏi, không tệ, Nguyệt Doanh gật đầu, cuối cùng cũng còn chút chất xám trong đầu. Ách, ngươi không nhân cơ hội cửa cái lại khinh bỉ ta chứ? Vậy bắt đầu đi, Thạch Hạo kích động, lần này, ngươi chỉ có thời gian một ngày. Nguyệt Doanh nghiêm nét mặt nói, lực kéo của hố đen vô cùng, vô cùng mạnh mẽ, chính là linh hồn cũng không thể tránh được, mà lấy lực lượng hiện tại của ta chỉ có thể bảo vệ ngươi một ngày. Mà sau lần này, ta cũng muốn nghỉ ngươi thời gian rất lâu để khôi phục, cho nên, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất này. Thạch Hạo gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, đi thôi, Nguyệt Doanh đá một chân, lập tức cả người Thạch Hạo liền bay ra ngoài. Ngoá, Thạch Hạo chỉ kịp kêu một tiếng, liền bị một cỗ lực lượng không cách nào hình dung kéo vào, tốc độ tăng cao, sau đó, tinh không biến mất, hóa thành một vùng tăm tối, nhưng lại có quang ảnh chớp động. Mặt trời vô hạn sụp đổ, biến thành một điểm, mà chỗ này cũng vô cùng lớn, lực hút mạnh đến không cách nào hình dung, có thể hấp thu hết thảy mọi thứ, cũng nghiền nát hết thảy mọi thứ. Nếu không phải Thạch Hạo có nguyệt doanh bảo vệ, bảo đảm liền linh hồn của hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị xé nát. Nhưng bây giờ, hắn lại có cơ hội quan sát nội bộ hố đen. Ở chỗ này, quy tắc phù văn cũng lít nha lít nhít đẻ ép cùng một chỗ, có thể nhìn thấy, trong chỗ sâu nhất, những phù văn này cũng đang đổ nát, hóa thành bản nguyên tuần túy. Sau đó, những bản nguyên này lại diễn hóa thành phù văn mới, vòng đi vòng lại, tạo thành tuần hoàn. Rõ ràng là thứ đứng đầu cuồng bạo, lại tràn đầy sức khôi phục. Thạch hạo nhìn xem, tâm bắt đầu minh ngộ, hắn tham lam hấp thu tất cả những thứ này. a à, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt chạy qua mà thôi, linh hồn đã trở về cơ thể, ở trong thể xác tỉnh lại. Một ngày, liền qua rồi, Thạch Hạo phát hiện, tại tòa hồn đảo thứ, xuất hiện. Một con thỏ, màu đen, mẹ nó, ta không phải quan tưởng hố đen sao, như thế nào lại xuất hiện một con thỏ. Thạch Hạo khóe miệng co giật, đây chắc chắn là lừa đảo. Hố đen của ta đâu, Thạch Lão Đệ, người đột phá ba tướng. Âm thanh của cổ thông vang lên sát bên, lại phảng phất như xa cuối chân trời thạch hạo cả người hoảng hốt còn đắm chìm trong đả kích của pháp tướng thứ ba không thể tự thoát ra được thật lâu sau hắn mới lên tiếng hữu khí vô lực thế nào cổ thông hỏi câu nói này âm thanh liền muốn gần nhiều đại biểu cho thạch hạo đang dần dần lấy lại tinh thần là pháp tướng thứ ba xảy ra vấn đề sao thạch hạo thở dài đúng cổ thông cũng hết sức quan tâm hắn đối thạch hạo tràn đầy chờ mong cho ta xem một chút không biết xấu hổ sao thạch hạo nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày còn là lắc đầu, vẫn là thôi đi. Cổ thông nhìn một chút thạch hạo diễn xuất, nói, dù là cổ quái kỳ lạ cỡ nào, ta chắc chắn sẽ không cười. Người phải biết, ta cũng đã thấy qua rất nhiều pháp tướng cổ quái kỳ lạ, cái muôi, đũa loại này ta đều gặp. Thực không cười, thạch hạo hỏi, bảo đảm, cổ thông vỗ ngực, thạch hạo cuối cùng cũng đem pháp tướng thứ ba phóng ra, lập tức, một con thỏ đen liền xuất hiện trước người thạch hạo, cũng không có chờ thạch hạo phát ra lệnh, hắn liền tại chỗ nhảy nhảy lên, mười phần manh manh. Phốc, ha 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 cổ thông nhịn không được lập tức cười phun mẹ nó mẹ nó sớm nên biết ra hỏa này không đúng đắn không đáng tin cậy thạch hạo buồn bực pháp tướng thứ ba là con thỏ không tính vậy mà còn không nghe chỉ huy người khắp nơi nhảy lên là có ý gì thỏ đen ngẩng đầu thấy cổ thông đang cuồng tiếu nó nghiêng đầu giống như đang xem xét kỹ càng lại hình như đang tự hỏi đột nhiên giận dữ bỗng nhiên liền nhảy tới miệng nhỏ mở ra thiên một màn kinh khủng xuất hiện miệng của nó lại có thể mở lớn vô hạn giống như hóa thành một cái lỗ đen hướng về cổ thông nuốt tới cổ thông tiếng cười lập tức im bặt mà dừng thân hình bắn ra hướng về phía sau lui lại lúc này cũng có thể thấy được thực lực của hắn tốc độ nhanh đến kinh người dễ dàng lại tránh được một cắn này của thỏ đen thỏ đen cắn một cái không chúng lại hướng về cổ thông đuổi tới nó thật ra là linh hồn thể tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh người trong nháy mắt liền đuổi tới cổ thông lại cắn một cái tới cổ thông không còn trốn, mà là mặc cho thỏ đen cắn tới, nhưng mà, hắn phảng phất một khối xương cốt khó gặp, thỏ đen cắn một lên, nhưng Thủy Trung không cách nào đem cổ thông nuốt vào bụng, hoàn toàn không thể nuốt xuống. Không thể làm gì, nó chỉ có thể đem cổ thông phun ra. Bập môi bập môi, thỏ đen quay lại khối nham thạch bên cạnh gặp, chỉ thấy miệng nó vừa hạ xuống, nham thạch liền giống như bùn đất biến mất một khối lớn. Thạch hạo chấn kinh, cái này không phải là năng lực thôn vệ của hố đen sao? Hắn không có thất bại, chỉ là lỗ đen pháp tướng không biết ư xảy ra chuyện gì, lại biến thành một con thỏ. Quá mức a, à, Thạch lão đệ, người cái pháp tướng này, muốn nghịch thiên a, à, cổ thông hiện ra thân thể, toàn thân có lôi quang quấn quanh, chính là dùng nguyên tố lực lượng này đối kháng thỏ đen thôn phệ. Chương 515, cơm chùa, người khen liền khen, nhưng một bộ không nín được cười lại là ý tứ gì? Thạch Hạo im lặng, tại sao pháp tướng thứ ba không thể hóa thành cái hình thái dị uy vũ một chút chứ? Lão hổ a, à, sư tử a, à, vòi lớn a hắn đều không ngại a vì cái gì lại là con thỏ chứ lại nói hắn liền con thỏ đều chưa từng ăn qua mấy con vì cái gì a thạch huynh đệ mặc dù pháp tướng này hình thái có chút manh nhưng mà pháp tướng lại nắm giữ khả năng phát triển theo người cảnh giới tăng lên uy lực của pháp tướng cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại cổ thông nghiêm nghị nói thạch hạo cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận pháp tướng thứ ba mặc dù có chút manh nhưng uy lực lớn a đây chính là hình thái thứ ba của mặt trời trong toàn bộ tinh vũ đều là tồn tại vô cùng kinh khủng, bây giờ bị hắn quan tưởng, tương lai không biết có thể tiến hóa thành cường đại cỡ nào. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi Nam Mộc Đại Lục. Cổ thông không tiếp tục chọc phá Thạch Hạo, nhưng rất hiển nhiên, hắn một mực cố gắng nín cười. Hai người tiếp tục hướng về Nam Mộc Đại Lục xuất phát, bỏ ra ba ngày, bọn hắn cuối cùng đã tới nơi. Tốt, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi, ta đi. Cổ thông vứt xuống Thạch Hạo, thân hình nhảy lên, đã là phá không mà đi. Dựa vào, đưa Phật đưa lên Tây Thiên, đem hắn đưa đến Thiên Cung học viện lại đi cũng không muộn a." À. Thạch Hạo thở dài, "Được rồi, ta chính mình đi là được." Hắn tùy ý mà đi, trước tìm một người, hỏi tình huống một chút. Sau nửa canh giờ, Thạch Hạo liền tiến vào một tòa thành, hắn chọn một một tử lâu, gọi vài món ăn, một bên ăn một bên nghe mọi người nghị luận. Quả nhiên, Thiên Cung học viện là một cái chủ đề rất nóng. Nam Mộc Đại Lục không thiếu thế lực 9 sao, thậm chí còn có thế lực 10 sao võ đạo thực lực có một không hai tại Vân Đính Tinh. Hiện tại, rất nhiều 10 sao, 9 sao thế lực liên hợp, xây dựng thiên cung học viện, không thân, không phân thực lực, chỉ cần đầy đủ tố chất liền có thể gia nhập học viện, nhận được những thiên tài thánh vị, tiếp thiên lộ đại năng chỉ điểm. Thậm chí, có đôi khi trúc thiên thê đại năng cũng sẽ hiện thân chỉ dạy. Cái này dĩ nhiên là một cái chủ đề có lực trùng kích cực lớn, để mọi người nghị luận, nhưng cũng có một chủ đề, chính là tại sao muốn sáng lập một cái học viện như thế. Phải biết, võ giả đều rất ích kỷ, bởi vì tài nguyên tu luyện có bao nhiêu đó, phân cho người khác một phần, vậy mình khẳng định liền sẽ thiếu một phần. Người nhìn, công pháp trong gia tộc chỉ truyền cho người cùng huyết mạch, tài nguyên cung cấp cũng là dành cho nội bộ, căn bản không có khả năng cho người ngoài. Mà tông môn tốt hơn một chút, tối thiểu phá vỡ huyết mạch trói buộc, nhưng muốn lấy được chân truyền, cái kia cũng phải qua năm quan chém sáu tướng, trừ võ đạo thiên phú, còn muốn chứng minh mình tuyệt đối trung thành với tông môn, cho dù ai cũng sẽ không muốn nuôi một cái bạch nhãn lang. Cho nên hiện tại rất kỳ quái, vì cái gì tất cả thế lực lớn nguyện ý ra người bỏ tài nguyên cùng công pháp đi bồi dưỡng người không có chút nào quan hệ chứ? Đây là học viện, không có bái sư, một khi rời đi, chính là đường ai người ấy đi. Làm tông môn khác, gia tộc bồi dưỡng nhân tài, nam mộc đại lục những này đỉnh tiêm thế lực điên rồi sao? Cái này khiến những thực khách kia càng nói càng tức, ai cũng đập bàn nam mộc đại lục chúng ta có thể ở cấp độ võ đạo ba đại lục khác bây giờ đem công pháp truyền ra ngoài tài nguyên tu luyện cũng dùng chung một số năm sau chúng ta còn sẽ có ưu thế sao đúng a à, chúng ta tại sao muốn hy sinh mình thành toàn người khác ai thật không biết những cường ra kia nghĩ cái gì a à? đừng để ta nhìn thấy những người kia bằng không thì gặp một cái liền bóp chết một cái ha ha đúng lúc này có người phát ra cười nhạo người nào đang cười các thực khách lập tức kích động nhào nhào tìm kiếm Ta ở đây, chỉ thấy một tên thanh niên giơ tay lên, tóc đen xóa đến vai, một mặt du côn, nhìn một bộ lưa thưa lếch thích. Người đang cười cái gì? Một tên thực khách hỏi, ta chính là đến từ Bắc Ngân Đại Lục, người đến bóp chết ta xem nào. Thanh niên này ngồi xuống, có thể một chân lại đạp trên ghế dài, miệng bên trong còn đang đùi gà, không có chút hình tượng chút nào. Tốt, ta liền cho ngươi một bài học, thực khách kia liền vào tới thanh niên đang ngồi, nhưng trong nháy mắt, tên thực khách liền bị ném ra ngoài cửa sổ, còn tốt, chỉ hai tầng rơi không chết cái này tự nhiên chọc giận những thực khách còn lại nhao nhao vào tới bành 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 thanh niên kia cuối cùng đứng lên cũng những thực khách kịch chiến thạch hạo nhìn thoáng qua không khỏi cảm thấy kỳ quái bởi vì thanh niên này rõ ràng là cao giai quan tự tại mà các thực khách phần lớn là phá cực cảnh gộp lại cũng không đủ hắn đánh nhưng bây giờ lại là đánh đến khó phân thắng bại không phải thật kỳ quái sao đánh lấy đánh lấy thanh niên liền thối lui ra khỏi từ lâu sau đó dường như chịu thua chạy trôi chết chúng thực khách lập tức như đánh thắng trận lớn từng cái khí phách phân phát mặt mày hớn hở bọn hắn kết bạn trở về đều đang nói mình vừa rồi thần võ như thế nào ai nha hắn không đưa tiền một tên tiểu nhị đột nhiên vỗ đùi thất thanh kêu lên cái gì chúng thực khách bàn tán sôi nổi tiếng lập tức im bặt bọn hắn cũng không ngu ngốc a à? một chút tưởng tượng liền phản ứng lại Nhân ra căn bản chính là trăm phương ngàn kế tại muốn ăn cơm chùa Cho nên mới sẽ nhân cơ hội khiêu khích bọn hắn Bọn hắn còn kích thích Kích thích cái rắm Tên này thế nhưng là lừa đảo A Mọi người từng cái như đánh thắng gà trống Hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện Thạch hạo không khỏi mỉm cười Người là quan tự tại Làm sao có thể vì một bữa cơm đều trả không nổi Chẳng lẽ thời thế thay đổi Hay là trời sinh liền thích ăn cơm chùa Thạch hạo cũng không để ở trong lòng Tiếp tục ăn lên Trong tử lâu một mảnh trầm mặc, cái này cũng điều tra không đến tin tức gì, Thạch Hạo nhét đầy cái bao tử liền lên đường xuất phát. Đương nhiên, hắn khẳng định là trả tiền, hiện tại hắn đã biết Thiên Cung Học viện ở đâu, một đường nhắm thẳng mục tiêu. Một chuyến này chính là 7 ngày, Thạch Hạo mới rốt cuộc chạy tới nơi. Thiên Cung Học viện thiết lập trong khuôn viên rất rộng, một mảng rộng lớn, sau khi bị san bằng, thành lập học viện này, kiến trúc cũng rất nhiều, nhưng toàn bộ công trình chỉ mấy tháng là xây xong, có thể thấy được hiệu suất cao đến cỡ nào. Hiện tại công tác chiêu thu học sinh vẫn đang tiến hành, Thạch Hạo đi tìm hiểu một chút. Đầu tiên, những người có điều kiện này có thể không cần tham gia kiểm tra, trực tiếp nhập viện. Tại tất cả chính bảng hoặc là thiên tài bảng lưu danh, dù là trước kia đã vào bảng, hiện tại lại rớt xuống cũng không sao, Thiên Cung Học viện vẫn hoan nghênh. Bất quá, Đông Hỏa Đại Lục bị gạt bỏ ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì bảng xếp hạng này cũng không phải hội viên của Thiên Đạo, căn bản không chiếm được chấp nhận của đại lục khác. Cho nên người của đông hỏa đại lục chỉ có đi con đường thứ hai chứng minh mình là một cái thiên tài linh căn đủ cao dai qua ải thể chất châu bò qua ải tốc độ tu luyện nhanh qua ải thạch hạo kinh ngạc theo như thế thiên cung học viện cũng không phải là chỉ nhận đỉnh cấp thiên tài mà là chỉ cần có một chút nổi bật học viện liền sẽ mở rộng cánh cửa đón nhận vậy học viện có thể thu được bao nhiêu học viên mấy vạn cái thậm chí nhiều hơn nhưng mà học viện cuối cùng xếp đặt một cửa ải chính là phải có tu vi đến đạt tới dưỡng hồn. Đây chỉ là võ đạo cái bậc thang thứ hai, cho nên, cánh cửa này cũng không có khó khăn gì. chương 516, nhập viện, Thạch Hạo cũng không để ý, thiên cung học viện cũng thuộc Nam Mộc Đại Lục, tạm thời, hắn ở lại chỗ này một thời gian, sau đó lại đi điều tra thân thế. Hắn đi tới chỗ ghi danh, cũng xếp hàng theo quy thủ. Từ lúc học viện mở ra, kỳ thật cũng đã qua mấy tháng, cho nên, người khác đã sớm tham gia kiểm tra cho nên chỗ này chỉ còn lại vài tốt người a à, thạch hạo sướng sờ người đang xếp hàng trước mặt mình không phải là thanh niên ăn cơm chùa sao thế giới này thật đúng là nhỏ lại gặp được nhưng suy nghĩ lại một chút lúc ấy đối phương nói là bắc ngân đại lục như vậy cố ý chạy đến nam mộc đại lục không phải để tiến vào thiên cung học viện thì lại là chứ a à, người cũng tới thanh niên nhìn lại lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình người còn nhớ ta thạch hạo hỏi lúc ấy tại từ lâu thời điểm hắn chỉ là buồn bực ăn xem kịch cũng không có thỏ đầu ra Thanh niên cười một tiếng, đương nhiên, ta hứa trạch kỳ một khi thấy ai sẽ không bao giờ quên, ừm, ngươi là ngồi ở trên cầu thang phía bên phải bàn thứ hai. Không sai, nhãn lực cùng ký ức đều rất tốt, thạch hạo gật gật đầu, không tệ, gặp nhau tức là hữu duyên, huống chi còn là hai lần. Hứa trạch kỳ lập tức làm một bộ như quen thuộc lâu năm, còn kém cùng thạch hạo kề vai sát cánh, đợi chút nữa báo danh xong, chúng ta đi đại tứ hải ăn trực một bữa. Ta mời khách, Thạch Hạo thở dài, ta có cần hiện tại nên luyện tập công phu chạy trốn hay không, lúc đó không bị rơi vào phía sau bị bắt lại đem bán đi. Ha ha ha, Hứa Trạch Kỳ cười to, vỗ vỗ Thạch Hạo vai, người người này thật sự rất khôi hài. Không, ta chỉ ăn ngay nói thật, Thạch Hạo rất nghiêm chỉnh nói, hắn không phải hoài nghi, mà là đối phương đã làm được chuyện như vậy. Lần này, Hứa Trạch Kỳ chỉ có cười gượng, người kế tiếp, phía trước, phụ trách chỗ ghi danh người kêu lên, Hứa Trạch Kỳ nghe thấy vội vàng đi tới, nói ta gọi hứa trẻ kỳ, đến từ Bắc Ngân Đại Lục. Có thể lên được cái bảng gì? Người phụ trách hỏi, không có, hứa trẻ kỳ lắc đầu. Vậy đi kiểm tra đi, người phụ trách chỉ cái phương hướng. Được, hứa trẻ kỳ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức lên đường, mà là quay đầu nhìn thạch hạo. Cái này, người thật sự rất muốn kéo ta cùng nhau ăn cơm chùa sao? Thạch hạo đi tới, cũng trả lời giống như hứa trẻ kỳ, hắn cũng đưa đi chỗ kiểm tra. Đông hỏa đại lục nha, nơi cấp độ võ đạo thấp nhất dù là có tên trên bảng cũng vô dụng người ta căn bản không thừa nhận đã nói chờ sau đó cùng nhau ăn cơm trên đường hứa trạch kỳ hình như đã quên lúng túng lúc nãy lại trở nên nhiệt tình không được nhận cũng đi thạch hạo cười nói làm sao có thể ta nghiêu bức như vậy sẽ không được nhận hứa trạch kỳ thả ra bó tóc dáng dấp rất cợt nhả hai người tới chỗ kiểm tra nơi này có mấy người trung niên đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm Thấy Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ đi tới, mới có một chút tinh thần. Chọn loại kiểm tra mà mình am hiểu nhất đi, chỉ cần có một hạng qua ải là được rồi. Một tên nam tử áo tím giải thích, linh căn, thể chất, tốc độ tu luyện các loại, tùy tiện chọn một cái. Hứa Trạch Kỳ lập tức đi lên trước một bước, nói ta 24 tuổi, bảy tướng. Cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm, dù là đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng thuộc rất nhanh rồi, chỉ là không thể cùng những cái kia đỉnh tiêm đại giáo đạo tử, thánh nữ so sánh. Nam tử áo tím gật đầu, vậy đến kiểm tra huyết linh, lại thả ra pháp tướng, làm xong liền có thể qua ải. Hứa Trạch Kỳ gật đầu, trước tiên kiểm tra huyết linh, sau đó hắn thả ra pháp tướng. Nhìn thấy pháp tướng của hắn, mọi người đều im lặng, bởi vì hắn pháp tướng là hung thú, hơn nữa bảy con đều là giống nhau, nhưng lại không biết là chủng loại gì. Nhưng mà mỗi con hung thú pháp tướng đều là cái bụng tròn vo, một bộ ăn nhiều chết no. Thạch Hạo im lặng, cái này người là ăn cơm chùa tu gia pháp tướng cũng là ăn hàng sao. Qua, qua ải, nam tử áo tím khóe miệng đều có chút run rẩy nhưng hứa trẻ kỳ điều kiện xác thực có thể nhập viện. Người đây, hắn nhìn về phía thạch hạo, thạch hạo tâm suy nghĩ thật nhanh, muốn nói linh căn đi, thả ra linh căn thủy, chỉ là một mảnh hỗn độn, hắn căn bản không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, mà thể chất. Cái này hắn cũng không có, rất bình thường, như vậy, chỉ còn lại có tốc độ tu luyện, 20 tuổi ba tướng, đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng thuộc tại đỉnh tiêm. Thạch hạo nghĩ nghĩ, nói ta 20 tuổi, ba tướng. Hả, nam tử áo tím cũng có chút động dung, 20 tuổi ba tướng A, cái này tiến cảnh thật sự là kinh người. Phải biết, tuổi tác càng thấp, thì tiến cảnh cũng khác biệt. Giống như thạch hạo chỉ kém hứa trạch kỳ 4 tuổi, cũng kém bốn cái tiểu cảnh giới, nhưng thạch hạo khả năng chỉ cần dùng 2 năm liền tu thành ba tướng, mà hứa trạch kỳ lại dùng 6 năm để lên bảy tướng. Như vậy, chờ thạch hạo đến 24 tuổi, nói không chừng hắn đã chín tướng cái này đặt ở Nam Mộc Đại Lục cũng có tốc độ tu luyện kinh người. Tốt, kiểm tra huyết linh, người lại thả ra pháp tướng. Nam tử áo tím lúc nãy có chút khó chịu, lộ ra có chút kích thích. Rốt cuộc thu được một cái đỉnh cấp thiên tài, phương diện huyết linh đương nhiên không có vấn đề, nhưng khi Thạch Hảo thả ra đạo pháp tướng thứ nhất, mọi người khóe miệng liền lần nữa lại bắt đầu run rẩy. Một viên hỏa cầu, hỏa cầu hết sức bình thường. Hôm nay là ngày gì vậy? Pháp tướng của tên trước kia mặc dù mập mạp, nhưng tốt xấu cũng là hung thú a, người hỏa cầu này coi là gì chứ không có cách thạch hạo để pháp tướng tự diễn chính là kết quả như vậy cái kia đạo thứ hai đâu thạch hạo thả ra quả cầu đá lập tức mọi người khóe miệng co giật càng thêm lợi hại đạo thứ ba đạo thứ ba cũng không thể cũng bình thường như thế a à. nhưng mà chờ thỏ đen xuất hiện nhún nhảy một cái lấy vẻ khinh bỉ miệt thị mọi người tất cả mọi người kém chút ngã sắp xuống mẹ nó người chắc chắn ba cái này đều pháp tướng hả xác thực Thạch Hạo là ba tướng, hơn nữa là 20 tuổi ba tướng, cực kỳ kinh người, nhưng mà, pháp tướng quá nhược gà, ba tướng như thế lại có bao nhiêu chiến lực. Loại quan tử tại như thế này, cùng cặn bã cắn thuốc lên cấp không khác nhau chỗ nào. Nam tử áo tím xoắn suýt, dạng này nhân tài hắn thật tình không muốn thu, nhưng theo quy tắc chiêu sinh, Thạch Hạo vẫn phù hợp tiêu chuẩn. Cũng được, hắn nghiêm mặt, người qua ải, cùng tiểu tử kia, theo ta đi. Thoáng cái thu hai cái yếu cặn bã học viên, để tâm tình của hắn mười phần không tốt. Vị lão sư này, người xưng hô như thế nào vậy? Lại, hứa trẻ kỳ còn không thức thời, vẫn đè hỏi. Đợi chút cùng nhau vào thành ăn một bữa nha. Đại tứ hải cũng không tệ, ta quan sát thoáng một chút, bốn phương thông suốt, phi thường thích hợp chạy ha ha, là nhìn hoang dã mười phần khoáng đạt. Hứa trẻ kỳ 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 oai oai, nói không ngừng, ngậm miệng, nam tử áo tím một tiếng giống, ba, hứa trẻ kỳ liền úp sấp trên mặt đất. Khí thế của bổ thần miếu, hắn quan tự tại có thể chống lại sao? chương 517, dạo ai phủ đầu, thạch hạo cùng hứa trẻ kỳ ở lại, trở thành học viên chính thức của thiên cung học viện. Hứa trẻ kỳ âm mưu tới đại tứ hải ăn cơm chùa thất bại, bởi vì thiên cung học viện có quy định, cấm chỉ học viên tùy ý rời đi. Cho nên, thạch hạo cùng hứa trẻ kỳ buổi chiều cũng chỉ có thể ở trong học viện. Còn tốt chính là, nơi này nhà ăn rất lớn, thức ăn cũng vô cùng phong phú, căn bản không thể so với cái gì đại tứ hải kém mấy phân, hơn nữa còn không cần tiền muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu hứa trẻ kỳ khi đang ăn cơm hết nhìn đông tới nhìn tây lúc sau hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng ai ta đi tiểu một chút sau đó chuồn mất cũng không trở về nữa a à, hắn không biết đây là nhà ăn miễn phí sao vậy người cái này cưỡng ép lừa gạt mình đi ăn cơm chùa ngày mai còn tới đây không nhỉ thạch hạo lắc đầu người này vẫn rất có ca tính hắn trở lại chỗ ở bởi vì là cùng hứa trẻ kỳ đồng thời khảo hạch cho nên hai người nơi ở cũng sát bên. Thạch Hạo còn không có vào nhà, liền thấy một nhóm năm người đi tới. Xem ánh mắt bọn hắn, hẳn là thẳng đến nơi ở của hắn cùng hứa trẻ kỳ. Quả nhiên, chỉ là một hồi, năm người này liền đi tới. Còn có một người mới, nhanh một chút ra đây cho ta. Một người trong đó kêu lên, Thạch Hạo hai tay ôm ngực, tựa ở trên khung cửa, một bộ việc không liên quan đến ta. Ai vậy, đêm hôm khuya khoát còn có để người khác đi ngủ hay không? chỉ thấy hứa trạch kỳ đi ra, nhìn thấy cửa ra vào đang đúng 5 người, hắn không khỏi lộ ra nụ cười, xoa xoa tay, mặc dù ta là mới tới, nhưng mọi người đã muốn mời ta ăn khuya, ta làm sao có thể từ chối đây. Hắn nói không biết xấu hổ, người cũng đi tới, vươn tay liền muốn kề vai sát cánh. Năm người kia đều là ngây ngẩn cả người, ngươi không nhìn thấy khí thế hùng hổ của chúng ta sao? Chúng ta đến ra oai, làm sao lại thành muốn mời ngươi ăn khuya? Đừng làm một bộ thân quen, Người kia vội vàng phất tay, muốn đem cánh tay hứa chạy kỳ đẩy ra, thế nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, hứa chạy kỳ tay vẫn vững vàng đè trên vai hắn. Cái này khiến trên mặt người kia hơi biến sắc, có thể tiến vào thiên cung học viện, vậy khẳng định đều là thiên tài, chỉ là cũng không phải ai cũng là đỉnh tiêm. Cho nên, người kia đương nhiên không ngu ngốc, lúc nãy muốn chống cự, đối phương vẫn có thể không bị gì, có thể thấy được thực lực phi phạm của hắn. Người mới này, chắc chắc vô cùng mạnh mẽ bọn hắn mới bắt đầu ra oai phủ đầu từ mấy tháng trước nhóm đầu tiên tiền vào học viện lại ra oai với nhóm thứ hai về sau cái này truyền thống chuyển xuống dưới lần trước thua thiệt qua người mới sẽ tìm đám người mới tiếp theo cho oai phủ đầu năm người này chính một nhóm người mới chịu không ít cực khổ cho nên mới giết tới đây muốn cho bọn thạch hạo cái oai phủ đầu nhưng nhìn cảnh giới lần này học viên quan tự tại chỉ có hai người thạch hạo người kia nhìn về bốn người khác bốn người kia cũng lộ ra vẻ cẩn thận giống như gặp phải mãnh long tốt nhất đừng chiêu chọc, miễn cho ăn thiệt thòi. Dễ nói, dễ nói, bốn người kia cười nói, trong lúc nhất thời không dám lộ ra bộ mặt thật, chỉ là hướng mấy người kia ra hiệu, để bọn hắn đi nhắm vào thạch hạo. Hắn cũng không tin, người này cũng là đầu mãnh long. Lập tức, lại có một người đi tới, nói, người cũng đã biết, dựa theo truyền thống của thiên cung học viện, người cần đi qua ba cửa ải, mới có thể được chúng ta chấp nhận. Thạch hạo lắc đầu, quy tắc của học viện, cũng không có cái gì ba cửa ải. Ta nói có, vậy thì có. Tên thứ hai lão sinh cường điệu nói, người không phục sao. Hắn chạy tới trước người thạch hạo, đưa tay liền đi bắt thạch hạo ngực. Bành, chỉ thấy một bóng người xẹt qua, liền thấy người kia bay lên, xẹt qua một đường vòng cung, cái này mới nặng nề ngã xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Ha ha, thạch hạo cười cười, hướng về còn lại mấy người nhìn, các người nói thế nào. Những người kia hai mặt nhìn nhau, liền vội vàng lắc đầu không thôi. Mẹ nó, Lần này thật sự gặp quỷ rồi, thế mà liên tục xuất hiện hai cái yêu nghiệt. Bọn hắn thật đúng là xui xẻo a, à, thời điểm vào học viện bị người khi dễ, mà muốn ức hiếp người mới tìm về một chút tự tôn, lại bị đánh tiếp. Ai, chúng ta vẫn là đi ăn khuya đi." Hứa Trạch Kỳ cười nói, ôm người thứ nhất cưỡng ép đi lên phía trước, "Mấy ca đi a, mặc dù bây giờ vẫn sớm một chút, nhưng chúng ta ăn lâu một chút, cũng có thể ăn đến nửa đêm." Ngươi cũng khinh người quá đáng, rốt cục có người nhịn không được nói, hai người các ngươi đủ phách lối. Đáng tiếc là, người mới vào học viện nhất định phải nếm chút khổ sở, đây là mấy vị cự đầu định ra quy tắc, các ngươi có thể tránh thoát lần này, nhưng lại trốn được lần thứ hai, lần thứ ba sao. Kết quả làm chim đầu đàn, chính là chỉ có bị nhục nhã thảm hại hơn. Thạch hạo cười một tiếng, trở về phòng, hứa trẻ kỳ chơi lớn như thế, liền để hắn đi chơi được rồi. Một đêm trôi qua, thạch hạo cùng hứa trẻ kỳ bị kêu lên, đến luyện võ trường tập hợp. Trong thiên cung học viện, phá cực có thể gia nhập học viện, cho nên, học viện cũng tổng cộng chia làm 5 cái phân viện, dưỡng hồn viện, bỉ ngạn viện, quan tử tại viện, chú vương mình cùng bổ thần miếu viện. Lại hướng lên, đại tế thiên để ở nơi đâu cũng đều có thể gọi là cường giả, hơn nữa giai đoạn này cấp độ sinh mệnh phát sinh biến chất, không có khả năng thông qua phạm vi lớn học tập tăng lên thực lực. Mỗi cái phân viện đều có độc lập ăn ngủ khu, dạy và học khu, thực chiến khu, hơn nữa, trên nguyên tắc từng cái phân viện học sinh đều ngăn cách, bình thường sẽ rất ít đánh gặp mặt, càng là nghiêm cấm học viên cảnh giới cao ức hiếp học viên cảnh giới thấp hơn. Đương nhiên, nếu học viên cảnh giới thấp chủ động khiêu khích, đây lại là một chuyện khác. Thạch hạo nhìn lướt qua, quan tử tại viện thật đúng là nhiều, hơn nữa tuổi tác cao thấp không đều, từ lão ông tóc trắng, cho tới 20 tuổi, loại nào cũng có thể tìm được. Bởi vì số người quá nhiều, học viện lại phân 10 cái phương trận, lấy một đoàn, hai đám phương thức như vậy gọi tên, mỗi đoàn đều là một ngàn người. Thạch hạo cùng hứa trạch kỳ bởi vì tiến vào muộn, tự nhiên tiến vào 10 đám, mà 10 đám còn chưa đủ người, chỉ mới hơn 800 người. Viện trưởng là một tên cường giả đại tế thiên, hắn nói một chút khích lệ nhân tâm, liền phiêu nhiên rời đi, tiếp xuống, 10 cái đoàn liền do một tên cấp bậc bổ thần miếu lão sư dẫn đội, bắt đầu tập huấn. Tập huấn nội dung chủ yếu là nghe giảng, do lão sư truyền thụ, như thế nào có thể giết đối thủ nhanh nhất. Giết chết, không phải đánh bại, còn có, thời điểm đối mặt với nguy hiểm, muốn làm sao bảo vệ tính mạng, mà nếu không thể giữ mạch, lại làm sao mới có thể đem đối thủ kéo lấy cùng chết. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là học viện gì a, à, lại giống như muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành chiến sĩ chứ. Một ngày này đi qua, bọn hắn chính là nghe một ngày khóa. Nghe người khác nói, dạng này tẩy não khóa dậy một chút liền xong, thời gian khác thì là kéo vào núi sâu tiến hành thực chiến huấn luyện. Chương 518, điểm cống hiến khai mở, vì sao tất cả mọi người muốn tranh nhau vào Thiên Cung học viện? chắc chắn không phải vì nghe mấy lão sư dạy bọn hắn giết người như thế nào trong học viện xác thực có rất nhiều chỗ tốt ví dụ như công pháp phó kỹ đều có thể đi tàng thư lâu đọc còn có các loại thiên tài địa bảo cũng có thể lấy dùng nhưng tất cả những thứ này đều phải dùng điểm cống hiến để quy đổi người có điểm cống hiến người liền có thể hối đoái các loại đồ đạc nhưng mà mãi cho tới bây giờ học viện cũng không có công bố ra cách thu hoạch điểm cống hiến có người hỏi qua học viện nói là nửa năm sau chờ nửa năm sau liền có thể đi săn điểm cống hiến sau đó lấy điểm cống hiến đem đổi lấy các loại tài nguyên tính toán thời gian cũng mới hơn một tháng cho nên tất cả mọi người đang chờ đợi thạch hạo cùng hứa trạch kỳ cũng coi là nửa cái bằng hiếu khi bọn hắn trở lại chỗ ở còn chưa có bắt đầu nghỉ ngơi liền lại có người tìm tới cửa tân sinh là nhất định phải cho cái oai phủ đầu chỉ là lần này hứa trạch kỳ xuất thủ lại để cho những người này mời hắn ăn khuya hai trận chiến đều là để lão sinh bị đoạt mất mặt mũi Khiến Thanh Danh Thạch Hạo cùng Hứa Che Kỳ lập tức đại tăng. Bất quá, theo tư liệu của hai người bị lấy ra, Thạch Hạo lại bị xem thường. Hỏa cầu, quả cầu đá, con thỏ pháp tướng, ha ha, nói đùa cái gì, thực lực chắc chắn không khác gì cặn bã a. À. Ngược lại là Hứa Che Kỳ không thể khinh thường, mặc dù hắn pháp tướng là hung thú quá mập mạp, nhưng một thân thực lực đã chứng minh, nói rõ hắn đang giả heo ăn hổ, pháp tướng nhất định có uy lực kinh người. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có người biết được pháp tướng của hắn quan tưởng là hung thú gì, cái này lại gia tăng mấy phần cảm giác thần bí. Theo thời gian trôi qua, Thạch Hảo cũng giải được, học viện này mặc dù thành lập không bao lâu, nhưng nội bộ đã bị phân chia thành thật nhiều bè cánh. Trừ học viện lấy cảnh giới cứng nhắc phân chia bên ngoài, các học viên cũng lấy địa vực tiến hành phân chia. Tỷ như Bắc Ngân Minh, toàn bộ Bắc Ngân Đại Lục học viên đều tại thuộc liên minh này, phi thường bài ngoại, tuyệt không tiếp nhận học viên bên ngoài Bắc Ngân ở trong học viện trở thành thế lực nhất lưu. Ngoài Bắc Ngân Minh thì là Tây Nham Minh, cái này dĩ nhiên là học viên của Tây Nham Đại Lục tạo thành liên minh, nhưng thực lực tổng hợp muốn so Bắc Ngân Minh yếu hơn một đoạn, chỉ có thể coi là nhị lưu. Không có cách, Tây Nham Đại Lục võ đạo yếu hơn Bắc Ngân Đại Lục một đoạn, cho nên cũng đành chịu. Về phần Đông Hỏa Đại Lục, thật có lỗi, thứ nhất Đông Hỏa Đại Lục cấp độ võ đạo quá thấp, thứ hai số người cũng ít, mặc dù cũng tổ chức lên đồng minh, nhưng căn bản không có ai coi trọng mạnh nhất dĩ nhiên là Nam Mộc Đại Lục, những đại lục khác hình thành đồng minh, nhưng Nam Mộc Đại Lục không giống. Bọn hắn có bốn cái liên minh, mà mỗi cái liên minh đều thế lực nhất lưu. Như thế so sánh, cũng có thể thấy được Nam Mộc Đại Lục mạnh đến cỡ nào. Bốn liên minh này theo thứ tự là nhất chính minh, thất tinh minh, hải bàn minh cùng thiên đạo minh, thực lực tương đương, khó phân cao thấp. Trên thực tế, nếu không phải bắt ngân minh ra một cái yêu nghiệt, tên là Lạc Hà, lấy sức một mình chống lên liên minh, cùng chính nhất minh, thất tinh minh chống đỡ, như vậy học viện kỳ thật chỉ có bốn cái nhất lưu thế lực toàn bộ thuộc về Nam Mộc Đại Lục. Cái này Lạc Hà thật sự rất nghiêu bức, 30 tuổi cũng chưa tới, thình linh đã tới bổ thần miếu, hơn nữa chiến lực không chút nào kém hơn chính nhất minh, thất tinh minh mấy cái minh chủ, để bác ngân đại lục lấy được mặt mũi, giữ được tôn nghiêm. Tương phản, Tây Nham đại lục liền thua kém, minh chủ mặc dù cũng là thiên tài, cũng bất quá là chú Vương Đình, hơn nữa cũng đã 47 tuổi, cùng Lạc Hà so sánh, tranh lệch không phải một điểm. Đông hỏa đại lục coi như xong, người mạnh nhất đại lực cũng chỉ là chú Vương Đình A, không ra một cái bổ thần miếu, người nào sẽ để ý chứ. Cho nên, trong quan tử tại học viện, học viên cũng phân ra bè cánh, đây là chính nhất minh, đây là hải bàn minh, đây là bắc ngân minh, đương nhiên, cũng có chút học viên không thuộc đại minh, chỉ có thể tham gia các tổ chức nhỏ hơn. Nói tóm lại, đây là một chỗ cần thực lực cùng liên minh, nếu chỉ có một mình, bình thường rất khó khăn lăn lộn. Thạch hạo đang để mắt tới thiên đạo minh, thiên đạo minh, cái tên cũng đã nói lên, học viên ở trong toàn bộ thuộc về thiên đạo hội, hơn nữa chỉ có hậu duệ của Nam Mộc Đại Lục, hậu duệ của thiên đạo hộ mới có tư cách gia nhập, đại lục khác không thu. Thạch Hạo muốn cùng thiên đạo minh tạo mối quan hệ, từ đó, hắn muốn điều tra thân thế của mình liền đơn giản. Lúc trước Văn Tú Tú xuất thủ, liền rất nhanh tra ra Tây Nham Đại Lục có bao nhiêu thế lực tại 20 năm trước bị mất hải nhi, có thể thấy được, thiên đạo hội thực lực vô cùng cao cường. Thời gian ngày ngày trôi qua, thời hạn nửa năm đã sắp tới, mà thạch hạo cũng thường xuyên bị lão sinh tới quấy rồi, đương nhiên, kết quả khẳng định là lão sinh bị hắn giáo huấn một trận, ném ra sân nhỏ. Hắn cũng là có chút nhỏ danh tiếng, nhưng cũng chỉ là một vòng nhỏ mà thôi, cho nên mấy cái thế lực lớn cũng không để mắt tới hắn. Suốt cục, học viện cũng công bố phương pháp thu hoạch điểm cống hiến. Đánh giết nguyên tố sinh vật, dưỡng hồn cảnh, một đầu có thể hối đoái một điểm cống hiến, bị ngạn cảnh làm 5 điểm, quan tự tại 20 điểm, chú vương đình 100 điểm, bổ thần miếu 500 điểm, về phần đại tế thiên trở lên học viện cũng không có công bố tỷ lệ hối đoái bởi vì đoán chừng cũng không có học viên nào giết được nếu quả thật giết được tin tưởng học viện cũng sẽ không keo kiệt điểm cống hiến nhưng cái này khiến các học viên mười phần giật mình nguyên tố sinh vật là gì nguyên tố không phải một loại năng lượng sao làm sao còn có thể trở thành sinh vật nhưng mà học viện lại thả ra một cái khác ban thưởng thái hư giới đây là do một đại năng tạo ra cũng chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập mà ở trong đó, thời gian ra tốc 10 lần. Nói cách khác, ở chỗ này 10 ngày, bên ngoài chỉ mới qua một ngày mà thôi. Chỗ tốt này quá lớn, bất quá, tiến vào thái hư giới cũng cần tiêu hao điểm cống hiến, mỗi 300 điểm cống hiến mới có thể nghỉ ngơi một ngày, cũng chính là 10 ngày. Cái này khiến các học viên ai cũng kích thích, hỏi đến có thể đi chỗ nào để đánh giết nguyên tố sinh vật. Sau đó, mỗi một học viên đều là bị từng cái hẹn nói. Nói chuyện gì, Thạch Hạo cũng tiến vào một gian phòng, ngồi đối diện một người, lại là dấu ở bên trong hắc ám, chính là lấy thị lực của hắn đều là thấy không rõ lắm, nhưng lĩnh vực mở ra, đây không thể gạt được hắn. Đối phương là một người trung niên nam tử, mũi dài. Muốn tiếp tục lưu lại học viện, nhất định phải ký một bản hiệp nghị. Mũi ưng nói, tiếp xuống, người sẽ đi một nơi vô cùng nguy hiểm, chỗ đó có thể săn giết nguyên tố sinh vật, để ngươi thu hoạch được điểm cống hiến, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, người động một tí liền sẽ tử vong. Một khi người quyết định lưu lại, vậy thì không thể lùi bước, mỗi khi thời điểm cần người, người liền phải tiến vào chỗ kia chinh chiến. Hơn nữa, chuyện này người nhất định phải giữ bí mật, không thể đem tư liệu kia tiết lộ cho người bên ngoài. chương 519, Nguyên tố địa quật, ngươi trở về suy nghĩ đi, nếu quyết định lưu lại, liền ký trong hiệp nghị, ngày mai sẽ đưa ngươi đến chỗ lão sư dẫn đội, nếu không, ngày mai liền tự mình rời đi học viện. Mũi ưng nói, thạch hạo gật đầu, hắn cầm lấy tấm da thú trên bàn, trở về chỗ ở. Thạch lão đệ, ngươi nói chúng ta có nên lưu lại hay không? Hứa Trạch Kỳ rất nhanh liền chạy tới, trong tay hắn cũng cầm lấy một chương gia thú. Thạch Hạo mở ra gia thú, lại phát hiện phía trên cũng không có bất kỳ cái gì chữ viết. Đây là thỏa thuận gì? Thạch Hạo cười một tiếng, người có động tâm với phần thưởng của học viên không? Đương nhiên có, hứa Trạch kỳ gật đầu, nếu không phải ta đánh không lại những lão sư kia, sớm đem đồ vật toàn bộ dọn sạch. Ân, rất phù hợp với tính cách của ngươi, vậy thì lưu lại chứ, thạch hạo nói vậy ngươi cũng lưu lại hứa trạch kỳ hỏi lưu lại thạch hạo gật gật đầu hắn tin tưởng muốn đánh giết nguyên tố sinh vật địa phương khẳng định nguy hiểm hết sức hơn nữa cũng cực kỳ trọng yếu không thì sẽ không làm phức tạp như vậy nhưng mà hắn có tiên cư đây chính là vật của tiên giới trúc thiên thê cũng không đánh tan được vậy hắn sợ cọng lông kỳ thật hứa trạch kỳ cũng đã có quyết định chỉ là hắn trời sinh không chịu ngồi yên cho nên mới tìm đến thạch hạo ngồi chém gió vậy thì ký tên đi Hứa Trạch Kỳ mang tới bút mực, tại gia thú bên ký tên, lại phát hiện thế mà không cách nào lưu lại vết tích. Kỳ quái, Thạch Hạo trong lòng hơi động, người thử dung nhập chính mình linh hồn lực. Tương đương với chế tác phù binh, đương nhiên, chế tác phù binh tuyệt không có đơn giản như vậy. Hứa Trạch Kỳ theo lời mà làm, nhưng vẫn là không dùng. Hương, bảo chúng ta ký tên, nhưng lại không nói cho chúng ta phải làm như thế nào. Hứa Trạch Kỳ phàn nàn nói, lại thử dùng máu của mình. Thạch Hạo nói, cái này còn không được, liền dùng máu của mình cộng thêm linh hồn lực. Hứa trạch kỳ lộ ra vẻ nhức nhối, nhưng vẫn là cắn ngón tay, dính chút máu, lại bắt đầu viết. Ngòi bút kéo qua, trên giấy trống trơn, nhưng lại viết một bút lúc, rốt cục có chữ viết xuất hiện. Hứa trạch kỳ rồng bay phượng múa, tại gia thú bên trên viết xuống tên của mình. Cần dùng máu tươi cộng thêm linh hồn lực, hắn nói, thạch hạo gật đầu, hắn không tin một cái ký tên sẽ trói buộc cái gì, nhưng mà, dùng tới máu tươi cùng linh hồn lực, đây cũng chính là mấu chốt chỉ do dự một chút hắn còn là cắn ngón tay của mình dung nhập linh hồn lực ký tên lên ra thú ngày thứ hai hắn cùng hứa trạch kỳ liền đi đệ trình ký tên lại một ngày trôi qua khi quan tự tại học viên lần nữa tập hợp chỉ thấy ít đi một thành người mà căn cứ trí nhớ cường đại của thạch hạo cái này ít căn bản là những lão giả tóc trắng kia đối với chuyện như thế này lão nhân khẳng định muốn càng thêm thận trọng cùng cẩn thận cho nên bọn hắn thối lui ra cũng có thể lý giải nếu tất cả mọi người lựa chọn lưu lại như vậy, ta trước tiên đối với cam đảm của mọi người biểu đạt một chút khâm phục, nhưng mà, muốn trong một cuộc chiến tàng khốc có thể sống sót đi ra, chỉ có dũng khí không đủ. Phân viện trưởng La Kim ra mặt, hướng về mọi người nói, ta tuyên bố, đưa tặng mỗi người học viên 10 điểm cống hiến. Lập tức, thật nhiều hoan hô lên, nhưng phần lớn người đều 10 phần chấn định, dù sao 10 cái điểm cống hiến cũng chỉ tương đương với đánh giết 10 đầu dưỡng hồn cảnh hay là hai đầu bị ngạn cảnh nguyên tố sinh vật mà thôi. Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền dẫn các ngươi đi chiến trường la kim lại nói một câu liền phiêu nhiên rời đi đêm nay rất nhiều người đều rất kích thích một là có thể biết được cái gọi là nguyên tố sinh vật là gì hai là thấy được đại lượng ban thưởng phân đang vẫy tay với bọn hắn còn có một loại cảm giác sợ hãi để bọn hắn hoàn toàn ngủ không yên một đêm đi qua mọi người xuất phát đây cũng phân cảnh giới bổ thần miếu tốc độ không biết vượt qua dưỡng hồn cảnh bao nhiêu đương nhiên không có khả năng cùng nhau hành động địa phương cũng không xa, ra khỏi thành, chỉ là đi gần nửa ngày mà thôi, bọn hắn liền đi tới chỗ. Nơi này chú đóng một chi quân đội, thủ hộ lấy một cái khu vực cực lớn, nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Bọn người thạch hạo đi tới, la kim tự thân lên trước, đưa ra một tấm lệnh bài, nhiệm thân kỹ càng, mọi người mới được cho qua vào trong quân doanh, cũng bị giản xếp xuống. Thứ 10 đoàn lính, lão sư Trương Phong đi tới, chờ các thành viên tụ tập lại sau đó nói, đợi lát nữa ta sẽ liền mang các ngươi tiến vào nguyên tố địa quật, các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt nghe theo lời ta, nếu không, mất mạng chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghiêm trọng như vậy, mọi người lúc này mới nghĩ lên, trước đó bọn hắn nói nguy hiểm, đối phương xác thực vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn đều giữ yên lặng, lặng lặng nghe Trương Phong nói. Theo ta đi, Trương Phong nói, người của đoàn thứ 10 đều đi theo, đi vào chỗ sâu trong quân doanh, nơi này lại có một cái địa động, bốn phía lại bố trí trận pháp, để thạch hạo sinh ra cảm giác khẩn trương. Trận pháp này có thể nhẹ nhàng diệt sát Đại Tế Thiên, thậm chí bên trên Đại Tế Thiên. Trừ cái đó, nơi này còn có trọng binh chấn giữ, không thiếu Đại Tế Thiên, từng đạo từng đạo cường hoành thần niệm xẹt qua, để cho mọi người run như cầy sấy. Cái này khiến trong lòng mọi người càng thêm lo sợ, lại xuất động nhiều cường giả như vậy, trong lòng đất chân áp cái gì yêu ma quỷ quái a, bọn hắn đi vào có phải là đi làm điểm tâm. Bọn hắn tiến vào địa động, bước đi, chỉ thấy nguyên bản rất bình thường địa động càng phát sinh biến hóa, vách động trở thành đủ mọi màu sắc, hơn nữa còn đang phát tán hào quang hắc ám địa động tô điểm khiến mọi thứ trở nên mộng ảo trước đây không lâu nơi này xuất hiện một cái truyền thống môn có đại lượng nguyên tố sinh vật xuyên qua truyền thống môn mà đến bọn hắn mở ra thế giới dưới đất khiến cho nguyên tố hóa thích hợp cho bọn nó sinh tồn trương phong nói âm thanh bay vào trong lỗ tai của mỗi người nhưng mà chúng ta là nhân loại cùng nguyên tố sinh vật là hoàn toàn không giống chính các ngươi cảm nhận một chút ở chỗ này có cái gì bất đồng mọi người tinh tế cảm nhận sau đó cùng nhau biến sắc không sai không khí nơi này hết sức mỏng manh trương phong nói cho nên một khi để những sinh vật này đem thế giới của chúng ta triệt để nguyên tố hóa như vậy trừ bổ thần miếu trở lên tất cả mọi người sẽ ngạt thở mà chết chúng ta cùng nguyên tố sinh vật là không chết không thôi không thể cùng tồn tại nhìn thấy một cái nguyên tố sinh vật liền tiêu diệt một cái suy yếu bọn hắn chính là vì sinh cơ chúng ta sau khi nguyên tố sinh vật bị đánh chết sẽ lưu lại nguyên tố hạch, mang thứ đó trở về, học viện sẽ căn cứ nguyên tố chi hạch phán định cấp bậc nguyên tố sinh vật của người giết, cho người điểm cống hiến tương đương. Nhớ kỹ, đối mặt nguyên tố sinh vật, người không thể có một tia đồng cảm, nếu không chỉ có thể bị bọn nó giết chết. Nghe hắn nói xong, mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm, đều không thể tin được. Thế giới của bọn hắn cũng sẽ bị xâm lấn. Lão sư, vì cái gì không xuất động đại năng trúc thiên thê, trực tiếp đem những sinh vật này tiêu diệt. Có người đưa ra nghi vấn.